Ok, các bạn vô cái video clip live stream này bắt mình tiếp tục bắt hai nha. Mình sẽ nói về cái chuyên ngành hệ thống thông tin và mạng máy tính cũng như là một số cái chia sẻ của anh với các bạn. Rồi, các bạn tham gia vô video clip bắt hai này và các bạn chia sẻ video clip cho nhiều bạn bè mình tham dự vào nha. Em lấy điện thoại ra anh chia sẻ cho mấy trang cá nhân đi. Các bạn tham gia vô video clip live stream này các bạn ơi. Ok, chào em Lê Quang Sang. Em nãy giờ có đi tiêu đi tiểu gì chưa? Rồi. Nó khó hơi để cái này. Để lên đâu? Rồi, để lên nha. Ok. Sát chưa? Ok, các bạn có nghe rõ giọng anh nói không? Các bạn có nghe rõ giọng anh nói không các bạn? Các bạn có nghe rõ giọng anh nói không? Comment cho anh biết nha, rõ thì comment rõ giùm anh nha. Chia sẻ video live stream này cho nhiều bạn bè mình tham dự vào đi các bạn. Mình cố gắng nói về các chuyên ngành hệ thống thông tin rồi mạng máy tính xong rồi một số cái chia sẻ riêng của anh để cho các bạn có nhiều cái kiến thức nữa. Lấy điện thoại cho anh xem clip đi. Ok, nghe rõ ha các bạn. Ok, hồi nãy là do cái 3G của anh nó cũng gần hết, với lại điện thoại anh sắp hết pin rồi cho nên là anh tạm dừng lại nha. Các bạn chia sẻ giùm anh cái clip livestream mà nhiều bạn bè mình đi, 100 người là anh bắt đầu anh like luôn nha. Chia sẻ giùm anh nhé. Chia sẻ nào các bạn ơi, 500 anh em. 100 người là mình like nha. Cầm 100 like cho Sơn đẹp trai hồi sinh. Ok, cần 100 like các bạn ơi, 100 like, 100 like. Ok các bạn ơi, chia sẻ giùm anh đi cho 100 người mình vô nha, 100 người vô rồi mình like luôn. Nãy giờ các bạn có nhận được nhiều giá trị ở cái video clip trước khi mà anh nói về kỹ thuật phần mềm với khoa học máy tính không các bạn? Các bạn có nhận được nhiều giá trị không? Thực sự là ngồi nói với các bạn đến giờ này là cái cổ họng anh nó hơi bị khan rồi. Cũng hơi bị khan rồi. Các bạn chia sẻ cho bạn bè mình tham dự vào nhé. Ok, các bạn đã đúc kết ra được cái điều gì ở cái video trước đó không? Các bạn chia sẻ cho anh, comment xuống cho anh biết đi. Các bạn có đúc kết ra được điều gì không? Các bạn có đúc kết ra được điều gì ở video trước đó không các bạn? À ok, Khang Thịnh Nguyễn là đã hiểu rõ về cái chuyên ngành, hai chuyên ngành hồi nãy rồi đúng không? Ok, bây giờ nha, những bạn nào đã hiểu rõ về hai chuyên ngành hồi nãy rồi thì tiếp tục nghe tiếp hai chuyên ngành nữa, hai chuyên ngành này nữa. Tại vì hai chuyên ngành này rất là quan trọng và khi các bạn xem là các bạn phải hiểu rõ về tổng quan bốn cái chuyên ngành chính này để các bạn có được một cái sự hiểu biết và sự lựa chọn cho nó hợp lý. Và đặc biệt là bốn chuyên ngành đó nó còn bổ trợ cho nhau. Cho nên là các bạn có được cái sự hiểu biết thì nó giúp cho các bạn tương lai rộng mở hơn nhiều nha. Ok, các bạn chia sẻ giùm anh đi các bạn. 500 anh em, 500 anh em. Đâu rồi, đâu rồi? Chia sẻ. Có mạng máy tính, có hệ thống thông tin luôn nha. Chia sẻ đi các bạn ơi. Chia sẻ. Ok, cần phải học kỹ 4 môn: nhập môn lập trình, kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật lập trình hướng đối tượng. Đúng rồi. Học những cái môn đó là nó là tất cả những cái chuyên ngành đều cần 4 cái môn đó hết làm đại cương. Ngoài ra là còn phải có mạng máy tính và hệ điều hành nữa nha các bạn. Đừng có khinh thường những cái môn đó. Ok, chia sẻ đi các bạn ơi. Mình sẽ nói nốt hai chuyên ngành nữa nha, chia sẻ đi.
đẩy lùi kỹ thuật. Ok nha, mình cố gắng mình nói nhanh cho các bạn trong một tiếng nữa nha. Rồi, ok. Anh đi đâu về đó? Mạng 3G thì ổn nha. Rồi em sạc cho anh điện thoại đi. Rồi, ok các bạn. 107 rồi. Bây giờ mình bắt có thể bắt đầu rồi ha. Nhưng mà các bạn vẫn các bạn nào chưa chưa có xe thì cứ xe giùm anh luôn nha. Rồi, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói tiếp về cái chuyên ngành là cái chuyên ngành hệ thống thông tin nha các bạn. Chuyên ngành hệ thống thông tin. Rồi. Thì cái chuyên ngành hệ thống thông tin này á, đây là cái chuyên ngành mà ít được nhiều người chọn, nhưng nó đóng cái vai trò cực kỳ quan trọng và có thể bổ trợ để đi theo nhiều mảng khác nhau trong ngành công nghệ thông tin. Các bạn lưu ý cho anh cái chuyên ngành hệ thống thông tin này nha. Những bạn nào chưa chọn chuyên ngành, những bạn nào đang học chuyên ngành này thì chú ý nghe kỹ cho anh cái chuyên ngành công nghệ thông tin này. Chuyên ngành này ít được nhiều người lựa chọn nhưng nó đóng vai trò rất là quan trọng và bổ trợ nhiều cái hướng đi khác nhau trong cái ngành công nghệ thông tin. Rồi, vậy thì đối với chuyên ngành hệ thống thông tin ấy thì là học xong mình sẽ làm được cái gì? Vậy thì á, là học xong chúng ta có thể phân tích, thiết kế cái cơ sở dữ liệu, database, những cái hệ thống phần mềm ứng dụng một cách tối ưu, đi về cái năng suất nha. Đối với cái hệ thống thông tin thì chúng ta có thể phân tích được, thiết kế được cái cơ sở dữ liệu, database, hệ thống phần mềm một cách tối ưu. Nó sẽ bổ trợ rất tốt cho các bạn trên con đường phát triển theo cái hướng lập trình hệ thống phần mềm ứng dụng, tức là đối với cái hướng kỹ thuật phần mềm hay là khoa học máy tính của các bạn đó, là nó sẽ bổ trợ được rất tốt. Tại sao lại nói như vậy? Tại vì các bạn nhớ lại cái điều anh đã nói hồi nãy ở cái kỹ thuật phần mềm. Một trong những cái thứ quan trọng nhất của cái kỹ thuật phần mềm đó chính là cái cơ sở dữ liệu. Tất cả những cái gì mà có liên quan tới cơ sở dữ liệu, ví dụ như là quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu, thì các bạn phải tập trung học nó cho tốt. Đó. Thì tại vì sao? Tại vì bản chất của một cái hệ thống phần mềm ứng dụng, nó đang là thao tác với cơ sở dữ liệu, lưu trữ và thao tác với cơ sở dữ liệu. Điều này đã nói rõ ở hồi nãy lúc anh nói về chuyên ngành kỹ thuật phần mềm rồi. Bây giờ mình nhắc lại sơ thôi. Hồi nãy khi nhắc tới kỹ thuật phần mềm thì anh có nhấn mạnh tới tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu rồi. Và các bạn đã hiểu rõ điều đó thì nói cho các bạn biết, hệ thống thông tin này á, là nó giúp cho các bạn phân tích thiết kế được cơ sở dữ liệu một cách tối ưu. Suốt ngày là các bạn sẽ đụng với database và thường xuyên tương tác với database, xây dựng database là chuyện bình thường ở chuyên ngành này và nó quan trọng nha. Lập trình thì nó giống như việc xây nhà, hồi nãy em nói rồi, nếu muốn xây được một cái nhà nên thì chúng ta phải có một cái bản thiết kế của tòa nhà, thì từ đó chúng ta mới dựa vào cái bản thiết kế chúng ta mới xây lên được cái tòa nhà. Thì cái lập trình cũng như vậy, nếu chúng ta muốn xây dựng ra được một cái hệ thống phần mềm thì chúng ta cũng phải thiết kế được cái hệ thống phần mềm. Mà thiết kế hệ thống phần mềm thì anh nói rồi, bản chất hệ thống phần mềm nó chính là cái cơ sở dữ liệu database, nó lưu trữ lại những cái dữ liệu ở bên trong. Vậy thì các bạn thiết kế cái hệ thống phần mềm chính là các bạn đang thiết kế cái cơ sở dữ liệu database vân vân đó. Các bạn phải thiết kế xong rồi thì các bạn mới tiến hành các bạn lập trình ra được đó. Vậy thì á, cái chuyên ngành hệ thống thông tin này nó đào sâu vào cái việc phân tích thiết kế. Các bạn có thấy nó quan trọng chưa? Các bạn comment cho anh cái từ là hệ thống thông tin đào sâu vào cơ sở dữ liệu, để cho anh biết là các bạn đang xem cái chỗ này nha. Ok. Rồi à, vậy thì vấn đề nó là như thế này nè các bạn. Cái dân học kỹ thuật phần mềm á, thì nó cũng được học về cơ sở dữ liệu, nó cũng được học về quản trị, về phân tích thiết kế, rồi về phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu. Ok. Nhưng nó không đi quá sâu vào cái cơ sở dữ liệu. Còn cái dân đi hệ thống thông tin á, thì nó rất chú trọng về cái phần này và nó đi sâu vào. Đó. Vậy thì á, bạn có thể tưởng tượng như thế này nè. Nếu cái dữ liệu database của các bạn á, nó có quá nhiều thông tin, ví dụ như các bạn có cả triệu khách hàng, đúng không, cả tỷ khách hàng,
Thì nếu như các bạn chỉ học về cái kỹ thuật phần mềm và các bạn biết cái kiến thức thao tác với cơ sở dữ liệu ở mức cơ bản, giả sử như bạn làm một cái chức năng đó là hiển thị cái danh sách khách hàng ra màn hình đó, vậy thì với cả triệu, cả tỷ khách hàng, cả tỷ triệu, cả tỷ dòng dữ liệu đó, thì chương trình của các bạn đó, nó chạy hết cả 100 giây. Nhưng nếu như các bạn được học về cái cơ sở dữ liệu thì các bạn sẽ biết những cái cách để chúng ta gom nhóm dữ liệu lại, chúng ta lọc dữ liệu ra, chúng ta lấy dữ liệu ra. Thậm chí ngay từ cái bước thiết kế database ban đầu đó, các bạn đã biết cách xây dựng cho nó tối ưu. Và như thế các bạn xử lý cái tính năng đó, là xuất cái thông tin khách hàng ra chỉ mất có 1 giây thôi. Vậy thì rõ ràng là các bạn sẽ thấy là cái nào nó đạt hiệu suất tốt hơn. Rõ ràng một cái 100 giây, một cái 1 giây thì các bạn sẽ biết là cái nào tốt hơn cái nào. Đúng không các bạn? Ví dụ như ấy, là anh có một cái người anh là sắp tới là một người giảng viên đó. Thì anh này là dạy về mảng di động, mobile Android. Các bạn biết đó, anh Kỷ này nói chung á là học rất là sâu về mobile Android, ok. Nhưng mà so về độ tuổi thì sinh năm 93 thôi, tức là lớn hơn anh 1 tuổi thôi. Nhưng mà khi mà đụng tới một cái vấn đề đó, kinh nghiệm Android của anh Kỷ thì tầm 4 năm, ok, 3-4 năm thì các bạn nghe ra có vẻ như là còn non quá đúng không? Chưa có nhiều kinh nghiệm đúng không? Nghe thì 4 năm chưa có nhiều. Nhưng mà quan trọng là 4 năm mình học á, mình đi sâu về những cái tầm quan trọng của cái hệ thống, hiểu được một cái hệ thống, hiểu được cái cơ sở dữ liệu. Thế là một cái ứng dụng là khám chữa bệnh cho ứng dụng cho toàn nhà nước mình á. Tức là tất cả các tỉnh nó sẽ có những cái thông tin bệnh nhân ở các tỉnh lưu trữ lại đó, và một tỉnh nó sẽ có toàn bộ thông tin trong một cái database đó. Thế là bây giờ cái ông giám đốc, cái ông chủ tịch tỉnh á, ông muốn là ngày hôm nay xem được á, là có bao trong vòng tháng qua đó, là có bao nhiêu bệnh nhân tới khám chữa bệnh trên tỉnh của mình. Thì các bạn biết đó, là cái dữ liệu nó rất là nhiều, tại vì cả một tỉnh mà các bạn, rất là nhiều. Và cái yêu cầu này được đưa ra cho một cái team dev về mobile Android làm, người có kinh nghiệm 7-8 năm nhưng mà không có sự am hiểu về cái database á, chỉ làm như là những cái thao tác bình thường, truy vấn, bóc tách dữ liệu, tức là chỉ làm đúng cái yêu cầu là hiển thị danh sách các bệnh nhân trong tháng qua, trong năm qua đó, nhưng mà không có tối ưu được cái câu lệnh truy vấn thao tác với dữ liệu đó. Thế là làm chương trình chạy mất 130 mấy giây, 130 mấy giây. Cái này câu chuyện có thật nha. Nhưng mà sau khi cái vấn đề được đưa ra cho anh Kỷ đó, anh Kỷ về nghiên cứu cả tuần và cuối cùng là tối ưu lại để chỉ chạy được đúng khoảng tầm 1 giây là ra được. Đó là đã biết cách gom nhóm những cái cơ sở dữ liệu, những cái thông tin lại, những cái thông tin dữ liệu lại để truy vấn nó tối ưu. Thì các bạn thấy đó, bản chất một cái hệ thống phần mềm nó chính là cái việc các bạn thao tác với cái cơ sở dữ liệu, các bạn thao tác với những cái hệ thống là như vậy. Cho nên nếu như khi các bạn học về cái hệ thống tin đó, các bạn được tiếp nhận với cái kiến thức đào sâu về cái database đó, nó là một cái lợi thế rất tốt cho các bạn. Con gái học cũng được, không có vấn đề gì cả. Con gái học cũng được, không vấn đề gì cả nha. Nó không phân biệt trai gái. Tại vì sao? Công nghệ thông tin là ai cũng học được, miễn là các bạn thích, đam mê về nó là các bạn học được nha. Rồi, vậy thì á, anh quảng cáo luôn nha. Tức là anh Kỷ cuối tháng 4 này sẽ ra mắt khóa lập trình di động mobile Android bên anh nha. Nếu bạn nào thích về mảng mobile Android có thể là bái sư anh Kỷ, rất là giỏi. Tuy là học về mobile Android, làm về mobile, nhưng mà đào sâu về hệ thống, phân tích thiết kế hệ thống và làm rất là tốt về hệ thống. Đó là điển hình của một người anh mà không chỉ giới hạn kiến thức ở kỹ thuật phần mềm mà còn đào sâu qua cái hệ thống thông tin đó các bạn, rất là giỏi nha. Ok, thì đối với cái chuyên ngành hệ thống thông tin này, cơ hội việc làm là như thế nào? Đó, cơ hội việc làm là như thế nào thì các bạn có thể apply vào những cái vị trí là chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống lớn cho các công ty, các tập đoàn. Thì lương đảm bảo nó không dưới 2.000 đô và nó còn tùy thuộc theo năng lực thực tế và yếu tố phụ kèm của các bạn. Ví dụ như là ngoại ngữ, vân vân, kỹ năng mềm. Đó. Thì các bạn đã hiểu được cái cơ hội việc làm của những cái người theo cái hướng là hệ thống thông tin chưa các bạn? Rồi, lương là không dưới 2.000 nha các bạn. Nếu mà các bạn thực sự các bạn phân tích thiết kế hệ thống, tại vì các bạn nghĩ đơn giản đi.
để ra được tổng một cái hệ thống lớn á, thì cần phải phân tích và thiết kế ra, và các bạn cần cần có các bạn để làm ra được cái điều đó. Phân tích thiết kế ra nó giống như là cái việc các bạn làm ra một bản vẽ tòa nhà vậy đó, thì các bạn mới làm ra được một cái tòa nhà. Nó rất quan trọng, cho nên lương trả cao là cũng đúng thôi, nhưng mà thực tế là rất ít những người nào đi theo chuyên ngành này, vì thế cho nên nó hiếm nha các bạn, rất ít. Rồi tại sao lại ít vậy? Nó thẳng là một điều luôn, là bởi vì các bạn cứ nghĩ trong đầu là để phân tích thiết kế một cái hệ thống lớn như vậy á, chỉ có công ty nước ngoài nó mới cần thôi, chứ Việt Nam thì đâu có ai cần. Suy nghĩ các bạn như vậy nó còn quá nhỏ, nó chưa có phương tầm được. Suy nghĩ các bạn quá nhỏ. Nếu tốt thì các bạn phải nghĩ là với cái khả năng đó các bạn có thể vào những công ty tập đoàn đó, các bạn cống hiến, các bạn xây dựng những phần mềm thiết kế hệ thống cho cả những công ty tập đoàn, như vậy thì khả năng cơ hội việc làm các bạn nó cao hơn. Và cao hơn nữa, các bạn có thể nghĩ ra được là gì, cũng từ cái chuyên ngành hệ thống thông tin này nó làm cái kiến thức nền bổ trợ rất là tốt. Tại vì sao? Tại vì khoa học máy tính nè, lập trình kỹ thuật phần mềm nè, tất cả tụi nó đều cần thiết để lập trình xây dựng ra những cái hệ thống, ok, những cái phần mềm. Mà cái cốt lõi của những hệ thống phần mềm nó chính là gì các bạn? Chính là database. Nói như vậy các bạn có thể chưa hình dung được hết. Các bạn có thể tiếp tục nghe anh nói xuống một số dưới để hiểu tại sao nó quan trọng. Vậy thì khi các bạn đào sâu vào database của cái hệ thống thông tin, chính là các bạn đang có một cái xu thế rất tốt, có một cái cơ hội rất tốt cho công việc của các bạn, cho tương lai của các bạn khi đi theo tất cả mọi mảng trong cái công nghệ thông tin này. Đó. Rồi, các bạn comment cho anh cái từ là chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống khi học hệ thống thông tin. Comment cho anh cái từ đó để anh biết các bạn đang xem nha. Anh ra lấy nước xíu nha các bạn. Các bạn comment cho anh biết nha. Ok, các bạn comment nha. Ủa sao anh mới đi lấy nước cái là các bạn like giảm luôn vậy? Bộ tưởng anh kết thúc clip hay sao mà đi ra ngoài vậy? Các bạn comment cho anh biết đi nha. Rồi. Vậy thì đặc biệt trong những cái ngành như là ngân hàng, những cái ngành liên quan như là thương mại điện tử, thì cái cơ sở dữ liệu nó là cực kỳ quan trọng đó các bạn. Nó là thông tin của khách hàng, những thông tin về tài chính vân vân. Nếu như các bạn không thiết kế tốt thì nó sẽ là kẽ hở để cho cái kẻ xấu nó trục lợi, nó tấn công, nó khai thác về cái cơ sở dữ liệu, nó gây cái thiệt hại lớn cho cái công ty, cho cái doanh nghiệp. Đó là lý do mà cái phân tích thiết kế hệ thống thông tin và cái chuyên ngành hệ thống thông tin nó rất là quan trọng đó các bạn. Và từ lý do đó nó rẽ hướng sang một cái hướng khác, đó là nó là chuyên viên bảo mật cho cái cơ sở dữ liệu. Sau khi mà các bạn đã có kinh nghiệm về phân tích thiết kế, sau khi đã có kinh nghiệm về lập trình và sự hiểu biết về về mạng máy tính, thì nó chính là rẽ sang cái hướng đi về hướng bảo mật, là bảo mật cho cơ sở dữ liệu, chính là bảo mật cho cả một cái hệ thống đó các bạn. À, thực ra là cả một cái hệ thống nó còn nhiều thứ khác, nhưng mà về cơ bản là cơ sở dữ liệu là cái quan trọng trong đó. Đó, và nó rẽ sang được cái hướng là nó bảo mật cho cơ sở dữ liệu này. Ok. Các bạn comment cho anh cái từ là bảo mật cơ sở dữ liệu nha.
Rồi, vậy thì các bạn có thấy rõ là cái hệ thống thông tin này nó rất là hay không các bạn? Nó chính là cái linh hồn, nó là một cái cốt lõi của một cái phần mềm, một cái hệ thống. Và mình nắm chắc về thông kiến thức về nó, mình có thể lập trình, phân tích, thiết kế, lập trình. Và mình có thể là mình bảo mật cho nó, rất là quan trọng cho cái cơ sở dữ liệu, cho cái hệ thống phần mềm này. Rồi, vậy thì các bạn có hay nghe những cái câu chuyện về các hacker nó tấn công vào những cái cơ sở dữ liệu của các trường học, nó tự cho mình cái điểm số cao, tức là các hacker là các sinh viên, các học sinh á. Có nhiều câu chuyện thực tế ở báo hay đăng á, là bên Mỹ, ví dụ như là có em học sinh đó điểm số thấp quá, thế là buổi tối hôm đó tấn công vào cái hệ thống cơ sở dữ liệu, thay đổi, cập nhật lại cái điểm của mình cho nó cao hơn. Hay là ông bố tấn công vào hệ thống trường học để cập nhật điểm cho con trai. Các bạn có đọc được những cái tin như vậy không? Đó, tiếc là bây giờ anh không có để cái link ở đây để share cho các bạn nha. Rất là những câu chuyện là về cái việc là cơ sở dữ liệu. Hay là các bạn có biết ấy, là những cái thông tin như là thông tin khách hàng nhận quà tặng á, tức là cũng có những hacker trẻ tuổi bên nước ngoài á, nó tấn công vào những công ty mà nó random ra khách hàng trong thành phố đó để mà giải thưởng. Thế là ông này, anh chàng này, anh tấn công vào đó, tự điền tên mình, làm sao đó mà random ra được đúng tên mình nhận thưởng luôn. Và sau đó là vụ việc bị phát hiện. Đó. Và thế là công ty này là phát hiện ra anh chàng này tấn công vào cái database của mình. Để cho nên mới thấy là cái vị trí database cơ sở dữ liệu này rất là quan trọng các bạn. Hay là các bạn có từng đọc một câu chuyện vui về bảo mật của một công ty. Nó tuyển dụng một cái nhân viên về vị trí bảo mật. Tuyển dụng rất nhiều nhân viên, nhưng mà cuối cùng ấy là có một anh nhân viên, anh đứng trước mặt nhà tuyển dụng đó. Nhà tuyển dụng nó hỏi là sao tôi không thấy tên anh trong cái danh sách đăng ký vượt qua mấy vòng trước mà anh lại ngồi đây. Đó. Rồi anh chàng này anh mới trả lời là tôi đã tự hack vào cái cơ sở dữ liệu của cái công ty mình để tự đưa tôi được tới cái buổi phỏng vấn. Tức là tại sao chúng tôi lại phải tuyển anh vào cái vị trí bảo mật cho công ty tôi. Đó là anh trả lời là tôi đã tự hack tên, điền tên mình vào cái danh sách này để đưa tôi được đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Các bạn thấy cái hay không các bạn? Nói chung là sao? Đó là những cái câu chuyện anh kể, nó có liên quan tới cái database, cái cơ sở dữ liệu, để cho các bạn thấy được cái tầm quan trọng của nó. Và cái người học về cái chuyên ngành hệ thống thông tin là cái người thường xuyên phải thao tác với cái cơ sở dữ liệu database. Từ cái bước phân tích thiết kế, có rất nhiều những cái mô hình khác nhau, trong trường hợp nào mình ứng dụng mô hình nào để đạt được cái hiệu suất cao nhất, rồi tới cái bước là tối ưu hóa những cái câu lệnh thao tác truy vấn vân vân. Đó. Và xong rồi á, là mình lại học được những cái cách về bảo mật cho những cái cơ sở dữ liệu vân vân. Đó. Rồi. Ví dụ như là anh cũng có một cái người anh, đó, là một cái người trực tiếp thiết kế cái hệ thống cơ sở dữ liệu cho một cái ngân hàng lớn ở ngoài Hà Nội. Đó. Thì các bạn thử suy nghĩ đi, một cái hệ thống ngân hàng lớn như vậy á, nó có rất nhiều những cái chi nhánh khắp cả nước, và mỗi chi nhánh thì nó có rất nhiều phòng ban, có bao nhiêu triệu khách hàng đang sử dụng. Thì để thiết kế ra một cái hệ thống khổng lồ như vậy thì các bạn nghĩ như thế nào? Một hệ thống ngân hàng lớn khắp cả nước, mỗi một ngân hàng, mỗi một cái chi nhánh nó lại có nhiều phòng ban, nhiều nhân viên. Đó, rồi nó có cả hàng triệu khách hàng, họ là khách hàng của cái ngân hàng đó. Vậy thì á, nếu như hồi nãy anh nói á, nếu như thiết kế cái cơ sở dữ liệu á, phải đảm bảo làm sao cái tính bảo mật cho cái, đặc biệt là cái chuyên ngành ngân hàng là phải bảo mật thông tin nè, bảo mật dữ liệu nè, rồi vận hành được cái hệ thống trơn tru trên toàn cả nước nè. Các bạn có thấy nó lớn cỡ nào không? Và người anh này cũng trẻ lắm, sinh năm 88, 89 à, tức là mới có khoảng tầm 27, 28 tuổi thôi. Đó, nói cho các bạn biết là không phải là quá khủng khiếp để làm ra được một cái gì đó. Chỉ cần các bạn nỗ lực, các bạn cố gắng học, và qua thời gian các bạn đi lên từ những cái nấc thang ban đầu các bạn đi lên, thì các bạn sẽ đạt được những cái thành tích như vậy. Đó. Thì các bạn đã hiểu được về cái chuyên ngành hệ thống thông tin là nó làm được cái gì chưa các bạn? Nó phân tích thiết kế được hệ thống, là cho các bạn làm quen và thường xuyên thao tác với dữ liệu, giúp cho cái việc thao tác với dữ liệu các bạn được tốt hơn. Ví dụ như là chúng ta thay vì mất 100 giây để chúng ta có thể thể hiện được dữ liệu
select được cái dữ liệu lên, lọc cái dữ liệu lên, thì chúng ta chỉ cần mất một giây nếu chúng ta biết cách làm, biết cách tối ưu lại đó, thiết kế được hệ thống cho nó tốt, lập trình thì nó mới tốt được, giống như việc xây nhà đó. Rồi sau đó là biết cách thao tác truy vấn nó tốt, rồi nó có thể rẽ sang nhiều cái hướng khác như là chuyên viên bảo mật cho cơ sở dữ liệu, cho hệ thống đó. Nhưng mà các bạn phải học thêm nhiều cái nữa nha, tức là cơ sở dữ liệu chỉ là một phần trong một cái hệ thống thôi, nó còn rất nhiều những cái yếu tố khác. Nếu như muốn rẽ sang hẳn cả cái hướng bảo mật thì nó cũng là rất là một cái hướng đi bổ trợ cho các bạn rất tốt, bổ trợ cho cái khả năng lập trình những cái phần mềm ứng dụng mobile, website. Thì khi nắm được cái kiến thức về hệ thống thông tin thì những cái phần mềm đó khi các bạn lập trình thao tác với dữ liệu các bạn sẽ làm tốt hơn, tốt hơn là những người cũng học về mobile, cũng học về website nhưng mà không học về hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu sâu như bạn. Rõ ràng đó là lợi thế của các bạn, bổ trợ cho các bạn trên cái hướng đi xây dựng phần mềm, kỹ thuật phần mềm cho cái hướng đi về bảo mật tương lai đó. À không, web nó không phải trong hệ thống thông tin, mà web nó là bên kỹ thuật phần mềm, bên công nghệ phần mềm. Web, mobile, ứng dụng máy tính vân vân, nó là những cái chuyên ngành liên quan tới kỹ thuật phần mềm, công nghệ phần mềm. Hệ thống thông tin là nó là tập trung vào cái database, và database nó chính là cái cốt lõi của tất cả mọi cái hệ thống phần mềm, bao gồm là máy tính, điện thoại, website vân vân. Các bạn đã rõ điều này chưa? Rồi, các bạn comment cho anh nha, là hệ thống thông tin, cốt lõi cơ sở dữ liệu cực kỳ quan trọng. Comment cho anh biết nha. Ok, thì đó là giải quyết xong cái vấn đề thứ nhất là học xong thì chúng ta sẽ làm được cái gì? Đó, hệ thống thông tin học xong thì chúng ta sẽ làm được gì? Rồi, bây giờ chúng ta qua tiếp một cái vấn đề thứ hai trong cái chuyên ngành này anh muốn nói cho các bạn. Đó là khi các bạn học thì các bạn sẽ học cái gì? Và cái gì quan trọng nhất các bạn cần lưu ý? Đó, tức là ví dụ như giống như cái kỹ thuật phần mềm á, nó cần nắm chắc về cái nền tảng công nghệ thông tin, bao gồm là 4 môn lập trình, môn mạng máy tính và môn hệ điều hành, và học thật là chắc tất cả các kiến thức về cơ sở dữ liệu cộng lập trình phần mềm ứng dụng hệ thống. Đó, khi học là sẽ học được gì và cái gì quan trọng nhất, thì cái sự chuẩn bị của các bạn là gì? Hệ thống thông tin á, cốt lõi là cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu để làm gì? Để xây dựng những phần mềm hệ thống ứng dụng. Ok, vậy thì muốn đến được cái bước xây dựng những phần mềm hệ thống ứng dụng thì các bạn phải có được nền tảng về lập trình. Nó cũng như là cái kỹ thuật phần mềm đó, các bạn phải có được cái nền tảng về công nghệ thông tin lập trình, bao gồm là 4 môn đại cương về mạng và về hệ điều hành. Và sau đó khi học về cái hệ thống thông tin đó, thì các bạn phải nắm thật là chắc tất cả những cái kiến thức gì nó có liên quan trong chuyên ngành này về cơ sở dữ liệu. Và các bạn nắm được thật là chắc về một cái mảng lập trình phần mềm ứng dụng hệ thống. Tức là sao? Tức là cái hệ thống thông tin này á, nếu các bạn muốn đi sâu được trong nó và muốn có nhiều cơ hội hơn thì nó phải bao trùm luôn trong đó cả cái kỹ thuật phần mềm, vừa nắm được những nền tảng lập trình, vừa nắm được những cái kỹ thuật lập trình cho những cái ứng dụng phần mềm hệ thống, website, mobile vân vân. Và các bạn phải nắm thật là chắc về cái cơ sở dữ liệu. Nó như là cái kỹ thuật phần mềm nhưng mà nó đào sâu hơn về cái cơ sở dữ liệu đó các bạn. Tại vì sao các bạn? Điều quan trọng nhất cho các bạn biết nè, cả hai cái các bạn để ý thấy, kỹ thuật phần mềm và hệ thống thông tin, nó cũng là lập trình cho hệ thống ứng dụng vân vân, nó cũng có học về cơ sở dữ liệu, cũng học những môn nền tảng để bắt đầu. À, nhưng mà hệ thống thông tin chẳng qua là gì, nó đi sâu hơn về cái database. Điều quan trọng là gì? Lưu ý điều này. Có nhiều bạn học hệ thống thông tin hoặc là chưa học, hãy lưu ý điều này cho anh nha. Không phải là các bạn chỉ học chuyên tâm về cái cơ sở dữ liệu là các bạn nghĩ là các bạn đã học tốt được ở cái hệ thống thông tin này. Mà nếu như các bạn muốn học tốt được và cơ hội các bạn cao hơn á, thì các bạn cũng phải nên học chuyên về cả lập trình cho các phần mềm ứng dụng cho các hệ thống luôn. Tại vì sao? Nói cho các bạn hiểu điều này nè. Giống như á, là cái việc xây nhà đó, đầu tiên là phải thiết kế được, rồi sau đó mới xây dựng ra được, đúng không? Vậy thì á, thiết kế là một cái người gọi là kiến trúc sư thiết kế, xây dựng là một cái người là thầu xây dựng, hai người này khác nhau. Ok nhá, hai người này khác nhau, hai người này có chuyên môn khác nhau. Bây giờ nếu như cái người thiết kế họ đưa ra các bạn thiết kế xong, nhưng mà nếu làm theo các bạn thiết kế đó, nó sẽ làm cho cái việc xây dựng rất là khó khăn. Tại vì á, nó còn phụ thuộc những cái yếu tố, ví dụ như những cái yếu tố ngoại cảnh như là đất đai, cái đất này nó xây dựng như thế này thì nó hơi khó, nó không có chịu được trọng tải lớn vân vân, chứ không phải là lúc nào nó cũng rập khuôn như nhau. Vì thế cho nên ấy, cái lập trình cũng như vậy.
Nếu như các bạn chỉ tập trung cái kiến thức về cơ sở dữ liệu mà các bạn không rèn luyện cái kỹ năng lập trình ra những cái phần mềm ứng dụng, thì như vậy các bạn chỉ đi về lý thuyết, ok, bằng lòng lý thuyết, nó chính là được đúc kết ra từ thực tế, chứ không phải là lý thuyết là lý thuyết đâu. Lý thuyết thực ra cũng là đúc kết từ thực tế mà ra. Nhưng nên lưu ý một điều này, lý thuyết nó không phải đúng trong tất cả mọi trường hợp, mọi thứ nó đều là tương đối các bạn. Thì như vậy các bạn phải đi thực tế. Ví dụ như về lý thuyết, khi chúng ta cần xây dựng ra một cái phần mềm hệ thống như vậy nè, chúng ta cần phải thiết kế theo sơ đồ như thế này thì mới đảm bảo được cho nó tốt. Nhưng thực tế là sao? Thực tế là vì nhân lực của chúng ta lúc đó không đáp ứng được, thực tế là vì cơ sở dữ liệu của chúng ta tạm thời bây giờ nó chưa có lớn tới cái mức phải làm như vậy. Đó, chúng ta đang phát triển từ từ lên. Rồi thực tế là gì? Chúng ta không có nhiều thời gian. Đó, những cái yếu tố thực tế nó sẽ ảnh hưởng. Và nếu như các bạn là người có kiến thức về lập trình nữa, các bạn sẽ biết là nếu áp dụng như vậy đó thì nó có thể ảnh hưởng tới cái hệ thống phần mềm. Nó có thể làm cho việc lập trình trễ tiến độ, lập trình nó làm thêm nhiều cái nó khó khăn hơn. Thì các bạn sẽ biết cách chỉnh lại, các bạn thiết kế làm sao cho nó hợp lý, thì cái việc lập trình nó sẽ trở nên đơn giản hơn và cái mục tiêu các bạn sẽ đạt được. Thành ra mới nói là khi học theo cái chuyên ngành hệ thống thông tin này, không phải là cứ tập trung về cái xây dựng database hệ thống là xong, mà còn phải đi hiểu được về cái lập trình. Bởi vì sao? Nếu các bạn không hiểu về cái bước xây dựng mà các bạn chỉ tập trung thiết kế, thì các bạn có hiểu được những cái nỗi khó khăn trong cái việc xây dựng không các bạn? Nếu các bạn hiểu được những cái nỗi khó khăn trong cái việc xây dựng, các bạn sẽ có cái cách thiết kế làm sao cho nó tốt hơn, để cái việc xây dựng đỡ gặp khó khăn hơn. Đó. Ok. Thì các bạn để ý thấy á, Thường ấy nha, là những cái tay lập trình lão luyện, 10 năm kinh nghiệm, 20 năm kinh nghiệm, là developer, là kỹ thuật phần mềm á, hay là khoa học máy tính á, thì qua một thời gian dài trải qua, kinh qua các đồ án, kinh qua các dự án thực tế, những hệ thống lớn, và các chú các bác đấy mới có nhiều cái kinh nghiệm về database. Và các chú các bác đó nói về cái khả năng mà xây dựng ra một cái hệ thống database nó còn siêu hơn là cả những người học sâu về cái database đó các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì có kinh nghiệm xây dựng thực tế rồi, mới biết là cái nào nó quan trọng và nên thiết kế làm sao cho nó hợp lý. Đơn giản lắm, cứ thiết kế ngu vài cái đi, việc lập trình trở nên khó khăn đi, là tự động sẽ biết cách làm sao mà làm cho nó tối ưu lại. Đó. Rồi, vậy thì các bạn comment cho anh ở cái phần là hệ thống thông tin này khi học sẽ học cái gì và cái gì quan trọng nhất, thì comment cho anh là tập trung về cơ sở dữ liệu lẫn lập trình. Phải có kiến thức về cơ sở dữ liệu lẫn lập trình. Các bạn comment cho anh biết là các bạn đang xem cái chỗ này nha. Thì đó là cái chuyên ngành hệ thống thông tin đó các bạn. Không phải là cứ đào sâu về chuyên ngành là xong đâu, mà còn phải có những kiến thức về lập trình, nó mới làm cho cái việc xây dựng của các bạn trở nên tốt hơn, thực tế hơn, tùy biến được nhiều trường hợp tình huống hơn. Đó. Như cái vấn đề mà anh nói là trễ deadline, nhân lực, đó, thời gian, đó, vân vân. Ok. Đừng có tưởng là hệ thống thông tin là không có liên quan đến lập trình nha. Rồi, bởi vậy mới nói lập trình nó liên quan đến tất cả mọi lĩnh vực trong cái công nghệ thông tin. Nếu bạn học công nghệ thông tin mà bạn không biết gì về lập trình thì bạn không học công nghệ thông tin, bạn không phải là người học công nghệ thông tin. Lưu ý điều này cho anh nha. Ok. Rồi, bây giờ mình tới một cái phần nó gọi là cái tố chất cần thiết để học. Cái tố chất cần thiết để học, mong muốn, tính cách và năng lực của các bạn để theo được cái chuyên ngành hệ thống thông tin này. Cái tố chất cần thiết nha. Ok nha. Rồi, thì đương nhiên rồi các bạn cứ phải thiết kế ngu đi thì các bạn mới biết cách tối ưu được. Chứ nếu mà các bạn cứ chăm chăm đòi tối ưu ngay từ đầu, bởi vì nhớ không có cái gì là hoàn hảo hết, nhớ kỹ điều đó nha, không có cái gì là hoàn hảo hết. Ok. Rồi, vậy thì cái tố chất cần thiết để theo được cái hệ thống thông tin này là cái gì các bạn? Đối với cái mong muốn, các bạn mong muốn tự tay thiết kế ra được những cái hệ thống phần mềm một cách tốt nhất. Lưu ý ở đây nha, anh nói tốt nhất chứ anh không có nói là tối ưu hay là hoàn hảo nha các bạn. Bởi vì chẳng có cái gì là tối ưu hoàn hảo hết. Các bạn chỉ có thể làm ra được ở tốt nhất trong cái giai đoạn đó thôi.
Ví dụ như các bạn đang là mới ra trường được một năm thì cái trình độ các bạn có thể làm ra được những cái hệ thống phần mềm, thiết kế ra được những cái hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu tốt nhất trong cái giai đoạn các bạn đang là mới có kinh nghiệm một năm. Nhưng 3-4 năm sau các bạn là ngồi lại chửi thề là đậu má, ngày xưa sao mình ngu vậy, thì điều đó là chuyện bình thường. Ngu mình mới học, học mình mới có sự phát triển thì mình mới biết là ngày xưa mình ngu như thế nào, đúng không? Ok. Rồi. Thì cái điều đầu tiên là mong muốn tự tay thiết kế ra được những cái hệ thống phần mềm một cách tốt nhất trong khả năng của các bạn. Các bạn mong muốn phát triển nâng tầm trong cái lĩnh vực lập trình phần mềm ứng dụng, tức là các bạn là những người đam mê về lập trình phần mềm ứng dụng, và sau khi các bạn trải nghiệm cái phần mềm ứng dụng lập trình ra nó xong, các bạn mong muốn các bạn là những người chuyên nghiệp, tức là người ta gọi là senior, chuyên nghiệp, thì các bạn sẽ đào sâu về cái cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin để mình biết cách mình phân tích thiết kế ra các hệ thống, làm cho nó tối ưu hơn trong cái công việc lập trình của mình. Và nó, và bạn cũng có một cái mong muốn là mở đường sang các hướng đi khác, như là bảo mật về cái hệ thống phần mềm ứng dụng, bảo mật về cái cơ sở dữ liệu cho các hệ thống phần mềm ứng dụng. Đó, tức là mong muốn làm sao tự tay thiết kế ra được hệ thống, xây dựng ra hệ thống rồi có thể phát triển nâng tầm thêm trong lĩnh vực lập trình, và mong muốn có thể là kết hợp với các hướng đi về bảo mật, về an toàn thông tin, về an ninh, vân vân. Đó. Rồi, các bạn lưu ý cho anh điều mong muốn này nha, các bạn comment cho anh. Mong muốn thiết kế phần mềm nâng tầm trong lĩnh vực là phần mềm và rẽ sang hướng đi bảo mật. Ok, các bạn comment cho anh nha. Các bạn Nguyễn Văn Trí hỏi là vậy sau này sau khi em tốt nghiệp hệ thống thông tin ra thì phải cạnh tranh với các dev lão luyện đã có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu hay không? Thì đương nhiên rồi các bạn ạ. Các bạn mới ra trường ấy, thì các bạn cũng giống như những ông dev lão luyện ngày xưa mới ra trường. Và các bạn cũng phải trải qua một quá trình làm ở những công ty nhỏ. Các bạn trải qua những quá trình làm từ những hệ thống nhỏ đi lên. Rồi trải qua một thời gian các bạn là lão luyện thôi. Chuyện cạnh tranh là chuyện bình thường. Trong cuộc sống này nó giúp cho mọi thứ nó phát triển. Phải có cạnh tranh mới có phát triển được, mới có thấy được mình dở như thế nào. Nhưng cách hay nhất là gì? Thay vì các bạn là nghĩ là các bạn cạnh tranh, thì tại sao các bạn không nghĩ là các bạn học hỏi từ những người đó, học hỏi từ những người developer lão luyện về cách thức phân tích thiết kế một cái hệ thống cơ sở dữ liệu làm sao cho chuẩn. Đó, học hỏi đi. Ok, rồi. Đó là đối về cái mong muốn nha các bạn, là một cái tố chất để các bạn theo học được cái chuyên ngành hệ thống thông tin này. Rồi, nói về cái tính cách thì các bạn để ý thấy á, chắc chắn là nó cũng sẽ có đầy đủ những cái tính cách cần để các bạn theo được, giống như cái chuyên ngành kỹ thuật phần mềm, đó là gì? Cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo, sáng tạo, kiên trì, nỗ lực. Tại vì sao các bạn? Khi các bạn thao tác với cơ sở dữ liệu, chính là cái tầng quan trọng, là cái dữ liệu đó chính là cái cốt lõi, cái quan trọng nhất của cái hệ thống phần mềm. Vậy thì nếu các bạn không có cái sự cẩn thận đó thì sao? Dữ liệu người dùng của các bạn có thể bị lấy mất, có thể bị xóa mất. Đó. Rồi, dữ liệu khách hàng của các bạn làm sao? Đó, nó sẽ bị ảnh hưởng. Vậy thì sao? Khi các bạn theo được cái chuyên ngành mà hệ thống thông tin này á, là mình sẽ có thể mình bảo đảm được hơn cho cái dữ liệu, cho các hệ thống phần mềm của mình. Đó. Thì cái tính cách đầu tiên á, là cần phải cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo, tại vì nó rất quan trọng, nó liên quan tới cái database. Rồi, sáng tạo, kiên trì, nỗ lực là sao? Tức là sao? Trong quá trình mình làm việc với database thì mình sẽ phải liên tục mình nâng cấp cái khả năng kiến thức của mình lên. Một năm hiện tại các bạn thiết kế ra một cái cơ sở dữ liệu cho một cái vấn đề đó, 2 năm sau các bạn nhìn lại các bạn thấy là ngày xưa mình quá gà. Vậy thôi. Đó là mình liên tục mình nâng tầm, mình kiên trì, mình nỗ lực, mình nâng tầm nó lên. Sáng tạo là như thế nào? Nhiều khi á, học theo chuẩn lý thuyết á, là mình phải thiết kế theo cái mô hình này, mô hình kia, vân vân. À, nhưng mà thực tế khi mà lập trình nó lại đòi hỏi các bạn phải biến tấu một tí cho nó hợp. Nó hợp với những cái yếu tố ngoại cảnh như là sao? Như là thời gian của dự án, rồi nhân lực, rồi quá trình phát triển của dự án. Database nó phải liên tục nó cập nhật lên, chứ không phải là mình làm ngay một lần là nó hoàn hảo. Thì tất cả những cái đó là mình sẽ tùy biến nó lại. Đó là cái sự sáng tạo của các bạn. Nhưng mà nó cũng liên quan tới cái kiến thức chuyên sâu về trải nghiệm thực tế trong lập trình của các bạn nha. Ok, đó là về cái tính cách cơ bản cần phải nắm được khi theo được cái chuyên ngành hệ thống thông tin này. Các bạn comment cho anh nha, là cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo, sáng tạo, kiên trì, nỗ lực.
comment cho anh nha. Comment nha các bạn ơi. Rồi, ngoài ra đối với cái tính cách thì nó còn cần có một cái tính cách quan trọng mà nó làm cái tính cách này anh có thể coi nó là một cái tính cách góp phần vào sự thành công của các bạn khi theo cái chuyên ngành này. Đó là các bạn thích khám phá, thích khai thác các hệ thống lớn. Các bạn tìm hiểu cái cách thức mà họ xây dựng lên hệ thống đó và cái cách thức họ vận hành cái hệ thống đó. Tức là nó gọi là tò mò đó. Các bạn phải có sự tò mò, thích tìm hiểu, khám phá, khai thác ra các hệ thống lớn, tìm hiểu cách thức họ xây dựng và vận hành cái hệ thống đó. Ví dụ như bạn đi vào cái ngân hàng đó, bắt đầu bạn thấy nó có rất nhiều những cái phòng ban, như là phòng ban về tài chính, kế toán, chuyển nhận đô la ngoại tệ nước ngoài, chuyển nhận tiền trong nước, vân vân. Rồi mỗi phòng ban đó nó có 2-3 người ngồi ở 2-3 cái máy tính. Thế rồi bạn mới hỏi là ủa, cả một cái hệ thống ngân hàng này ấy, làm sao nó kết nối được dữ liệu giữa cái phòng ban này với phòng ban kia, để ví dụ như ai chuyển ngoại tệ từ nước ngoài về cho cái người này thì nó cập nhật ở cái phòng ban ngoại tệ xong rồi nó lại chuyển qua cái phòng ban là trong nước để người ta rút ra, ví dụ như vậy. Nó có một cái sự liên kết với nhau như thế nào? Bạn nhìn vào một cái hệ thống thực tế ở ngoài đường bạn gặp, trong quá trình làm việc bạn gặp, bạn có sự tò mò, thích khám phá và khai thác nó, thậm chí là phát thảo lên cái sơ đồ đó, hình thành lên cái quá trình nó chạy vận hành làm sao. Nó là cái yếu tố, là cái tính cách rất cần để các bạn theo được cái chuyên ngành hệ thống thông tin này. Có một cái sự tò mò tổng quan về một cái hệ thống nha. Rồi, các bạn luôn comment cho anh đó là thích khám phá khai thác hệ thống. Comment cho anh cái từ này nha. Thích khám phá khai thác hệ thống các bạn. Ok. Rồi, vậy thì bây giờ mình nói tới cái phần thứ ba. Cái mục thứ ba trong cái tố chất, tức là tố chất đầu tiên là mong muốn, sau đó là tính cách, thì bây giờ cuối cùng á là tới cái năng lực của các bạn. Cái năng lực của các bạn phải như thế nào mới đáp ứng được cái chuyên ngành này? Nó phù hợp với những bạn chưa đi vào chuyên ngành hoặc là những bạn đang học thì cần phải biết mình cần phải có những cái năng lực gì để từ đó mình có thể mình phát triển được cái ngành nghề của mình lên. Cái năng lực đầu tiên nó cũng giống như là cái năng lực để theo đuổi được cái chuyên ngành về kỹ thuật phần mềm. Đó là bạn phải hoàn thành thật là tốt các kiến thức nền tảng, các môn cơ sở của công nghệ thông tin. 4 môn lập trình, môn mạng máy tính, môn hệ điều hành. Các bạn cũng phải có năng lực đáp ứng được cái này cho anh. Nó là cái nền tảng cơ bản của tất cả mọi chuyên ngành trong công nghệ thông tin. Và cái năng lực thứ hai á, là năng lực về ngoại ngữ. Thì ở đây á, nó là tùy vào cái khả năng của bạn, nó sẽ quyết định được cái mức lương và cơ hội của các bạn. Bạn có khả năng ngoại ngữ tốt, bạn có thể đi phân tích thiết kế hệ thống cho những công ty nước ngoài, bạn đi lấy ý kiến của khách hàng, lấy ý kiến của khách hàng về cái hệ thống này đó, và bạn sẽ xây dựng lên, thiết kế lên cái hệ thống đó. Đặc biệt ấy, là cái chuyên ngành hệ thống thông tin này, anh nhắc cho các bạn biết một điều này nha. Cái tố chất cần thiết năng lực của các bạn đó là phải về cái khả năng giao tiếp giữa người với người. Tại sao là như vậy? Lập trình viên khoa học máy tính thì chúng ta đang tương tác giữa người với máy, đúng không các bạn? Nhưng đối với cái hệ thống thông tin, khi các bạn đi ra ngoài, các bạn muốn lấy được cái yêu cầu của khách hàng về cái hệ thống của họ để các bạn có thể xây dựng ra tổng quan một cái hệ thống đáp ứng được cái nhu cầu của họ, thì các bạn phải đi lấy ý kiến khách hàng. Cái điều này các bạn học hệ thống tin cũng phải là người tương tác, đi lấy ý kiến để phân tích thiết kế ra cái hệ thống đó. Thì các bạn phải có cả cái kiến thức về ngoại ngữ để các bạn nâng tầm cái khả năng các bạn đi nói chuyện với những công ty nước ngoài, những khách hàng nước ngoài. Còn nếu như khả năng ngoại ngữ các bạn không có thì các bạn giới hạn các bạn những khách Việt Nam, vân vân. Và cái tố chất cần thiết hồi nãy anh nhắc thêm một cái điều nha, đó là cái khả năng tương tác giữa con người với nhau. Các bạn phải gọi là có một cái sự hiểu biết về cái kiến thức chuyên môn, về cái lĩnh vực chuyên môn mà các bạn chuẩn bị làm. Ví dụ như các bạn muốn phân tích thiết kế về cái ngân hàng, một cái hệ thống cho ngân hàng, thì các bạn phải hiểu được ngân hàng nó gồm có những cái gì ở trong đó. Đó, các bạn muốn phân tích thiết kế một cái hệ thống cho một cái chuỗi bán thời trang, thì các bạn phải hiểu được về cái lĩnh vực, các bạn hiểu được những cái nghiệp vụ, người ta gọi là cái nghiệp vụ
của cái lĩnh vực mà mình chuẩn bị phân tích thiết kế, và mình phải có khả năng truyền tải kiến thức, thông điệp giữa người với người, tiếp nhận, truyền tải giữa người với người, tức là nó liên quan tới kỹ năng mềm, giao tiếp, vân vân, nó mới quyết định được thành công của các bạn khi theo cái hệ thống thông tin này, chứ không phải chỉ có kiến thức về chuyên ngành về máy tính đâu nha các bạn. Ok, các bạn đã rõ được về cái hệ thống thông tin này chưa? Vì anh đã nói xong được cái chuyên ngành về hệ thống thông tin, tức là hệ thống thông tin là gì? Nó là một chuyên ngành liên quan tới cơ sở dữ liệu, thiết kế ra những cái hệ thống có thể bổ trợ thêm cho công việc lập trình của các bạn, giúp cho các bạn rẽ sang những hướng đi khác như bảo mật vân vân. Đó, những cái mong muốn của các bạn là gì? Tự tay làm những hệ thống phần mềm một cách tốt nhất, phát triển nâng tầm hơn trong lĩnh vực lập trình và bảo mật. Rồi, tính cách là cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo, chu đáo, nỗ lực, kiên trì, khám phá, khai thác, thích khám phá, khai thác các hệ thống lớn. Rồi, năng lực là gì? Phải đáp ứng được những cái môn nền tảng về lập trình, phải có khả năng về lập trình để các bạn có thể hiểu được là đối với lập trình thì quan trọng nhất mình làm ra được những cái sản phẩm phần mềm ứng dụng hệ thống, mình biết cách thiết kế, hai cái đó phải phối hợp với nhau nó mới đi đôi được, có khả năng tương tác giao tiếp giữa người với người, ngoại ngữ, rồi hiểu được về những cái nghiệp vụ của cái lĩnh vực mình muốn làm, đó là cái cần thiết của cái hệ thống thông tin. Anh đã tóm gọn lại cho các bạn như vậy rồi đó. Ok, các bạn đã hiểu rõ về cái chuyên ngành hệ thống thông tin chưa? Nếu các bạn đã hiểu rõ rồi, các bạn comment cho anh cái từ là tôi đã hiểu rõ về chuyên ngành hệ thống thông tin, để anh biết là các bạn đang xem đến đây nha. Các bạn học trên trường ấy, có những thầy cô nào hay là anh chị nào có thể ngồi đây nói những cái điều này như vậy cho các bạn một cách tổng quan về các chuyên ngành, nói rất là nhiều và chi tiết sâu vào không các bạn? Hồi xưa đi học anh không có ai nói, như anh phải tự mày mò, tự trải nghiệm, tự học, tự tìm hiểu. Rồi hôm nay mới có cơ hội ngồi đây chia sẻ những điều này với các bạn đó. Rất là quý trọng, rất là đáng quý những điều này, cho nên các bạn cố gắng nghe và ghi chép lại đầy đủ nha. Nó chính là cái cơ hội, là tương lai của các bạn đó. Hãy có trách nhiệm với bản thân của mình hơn nha các bạn. Có trách nhiệm với bản thân của mình hơn. Ok. Rồi. Rất là vui nếu như bạn nào nãy giờ mà anh nói cái chuyên ngành nào xong á, các bạn biết cách tạo ra những cái lược đồ, và những cái lược đồ mà nó tóm gọn lại tổng quan các ngành nghề chi tiết từng nhánh từng nhánh. Minmap á, các bạn có thể tạo ra những cái lược đồ minmap á, để sơ đồ tư duy á, các bạn có thể tóm gọn lại tất cả những cái chuyên ngành này á, rất là hay. Nếu bạn nào làm được một cái lược đồ như vậy, các bạn có thể gửi qua cho anh coi để anh góp ý cho các bạn, để cái lược đồ của các bạn hoàn thiện hơn nha. Các bạn có thể gửi qua inbox cá nhân Facebook của anh, hoặc là gửi lên inbox fanpage anh cũng được đó, hoặc là post lên trang cá nhân tắt anh vô cũng được. Ok rồi, vậy thì chúng ta đã hiểu được cái chuyên ngành là kỹ thuật phần mềm, hay là gọi là công nghệ phần mềm, hiểu được chuyên ngành về khoa học máy tính, hiểu được chuyên ngành về hệ thống thông tin đó. Ở cái clip trước đó là anh đã nói về kỹ thuật phần mềm, công nghệ phần mềm với cái khoa học máy tính rồi. Nhưng mà nào chưa coi clip trước đó thì sau buổi live stream này có thể coi lại. Còn chúng ta vừa nói xong cái chuyên ngành hệ thống thông tin ở trong cái clip này, và bây giờ chúng ta sẽ đi nói tới cái chuyên ngành cuối cùng, đó là cái chuyên ngành về mạng máy tính, hay nó còn gọi là mạng máy tính và truyền thông ở một số trường. Anh nói chuyện đến giờ anh rát cổ luôn rồi đó các bạn. Các bạn có thương anh không? Các bạn ngồi nghe những cái điều này, các bạn có thương anh không? Một người anh ngồi đây bỏ gấu, không đi chơi với gấu, ngồi từ 7 giờ tới 11, 12 giờ đêm, ngồi nói luyên thuyên, hàng xóm nó kéo ra coi cứ như thằng khùng ngồi nói tự kỷ trong nhà đấy. Các bạn có thương người anh này không? Các bạn thương, các bạn comment tim đi, tôi thương anh đi, để anh có thêm động lực anh nói tiếp coi. Các bạn thả tim đi, các bạn thả tim, thả tim, thả tim cho anh hồi sinh đi các bạn. Ok. Rồi bây giờ anh sẽ nói tới cái chuyên ngành. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Tim nhiều quá. Cảm ơn các bạn nha. Ước gì có máy chụp hình chụp được cái giai đoạn lúc này, vui lắm. Tim nhiều quá. Ok, tim nhiều quá. Ước chi có ai chụp được mà hình mình lúc mình đang thả tim này, chụp lại rồi up lên comment cho anh đi các bạn. Chụp màn hình lại đi, chụp màn hình, nếu bạn nào đang máy tính hay điện thoại chụp lại màn hình. Up lên,
thấy được vẻ mặt đẹp trai của anh coi. Các bạn chụp hình lại up lên đi. Ok. Rồi, đối với cái chuyên ngành là về mạng máy tính á, thì đây là cái chuyên ngành mà cái số ít những bạn theo học. Tại sao? Tại vì á, các bạn nghe thầy cô nói và nghe anh chị nói, đó là cái cơ hội việc làm nó cạnh tranh gắt gao và thường đòi hỏi người có kinh nghiệm lâu năm. Đó. Vì thế cho nên cái chuyên ngành này nó rất là kén người. Thậm chí á, nhiều khi á, một cái trường á, chuyên ngành kỹ thuật phần mềm á, học cả, ví dụ như mình có 10 lớp đi ha, không, mình có coi như là mình có khoảng 1.000 sinh viên đi, thì khoảng 800 sinh viên nó học kỹ thuật phần mềm, chỉ có khoảng chưa tới 100 em học về mạng máy tính. Đó. Tại sao? Tại vì các bạn bị tiêm vào đầu cái tư tưởng của thầy cô và các anh chị là ngành này nó cạnh tranh gắt gao và đòi hỏi người có kinh nghiệm lâu năm, cho nên cơ hội việc làm cũng hiếm, cũng khan hiếm. Đó. Thì các bạn có thừa nhận là các bạn nghe những người khác nói như vậy không? Nếu mà các bạn có nghe những người khác nói như vậy thì xin chúc mừng là người ta nói đúng rồi đó các bạn. Cái chuyên ngành này cạnh tranh cũng khá là gắt gao và nó không có được nhiều việc làm như là cái kỹ thuật phần mềm. Nó không có được nhiều việc làm như kỹ thuật phần mềm. Kỹ thuật phần mềm xây dựng những phần mềm ứng dụng là ra là có việc. Việc làm nó nhiều lắm, thậm chí là còn đang thiếu nhân lực nữa. Nhưng mà riêng cái mạng máy tính đó, các bạn cứ nghĩ đơn giản như thế này đi. Một công ty nó có thể có cả 100 người lập trình, nhưng mà để mà điều hành một cái hệ thống mạng cho công ty á, thì chỉ cần 1-2 người là đủ rồi. Mà thường á, là mạng á chính là cái yếu tố quyết định của cái công ty. Tại vì sao? Anh lấy ví dụ như thế này đi ha. Các bạn, công ty các bạn là làm về dịch vụ thương mại điện tử, bán thời trang đi, là tương tác online vân vân đó. Vậy thì cái hệ thống mạng để vận hành lên được những cái khâu trong đó, để khách hàng tìm tới công ty của các bạn qua những cái kênh online để biết được những cái sản phẩm dịch vụ của các bạn, đột nhiên mạng, hệ thống mạng của các bạn nó bị hacker tấn công chẳng hạn đi, nó làm cho hệ thống mạng của các bạn nó là tê liệt, thì có phải là các bạn đang không, khách hàng không truy cập vào được hệ thống của các bạn nữa, thì ai mà mua hàng của các bạn? Đó. Cho nên là cái mạng nó rất là quan trọng, cho nên là nó sẽ chọn ra những cái người mà có kinh nghiệm để nó đảm bảo được cái sự ổn định cho cái hệ thống mạng của công ty họ. Nhưng mà nói như vậy đừng có nghĩ là các bạn lại bỏ ngành này nha. Tại vì sao? Người ta nói là cái nào ít thì nó, cái nào ít, cái nào khan hiếm thì cái cơ hội nó nhiều. Ví dụ như á, lập trình nó nhanh nhản ở ngoài kia á, để kiếm được một thằng lập trình mà giải quyết được cái vấn đề mà công ty nó cần á, thì á, bốc thằng này không được thì bốc thằng kia, đúng không các bạn? Nó nhiều mà. Nhưng mà đối với cái mạng máy tính á, để tìm được một người giỏi á, rồi tìm được người giỏi thứ hai á, nó khó lắm. Cho nên lúc đó các bạn có thể điều cái mức lương của các bạn, điều cái giá của các bạn lên. Những người mà theo được về mạng máy tính mà thật sự giỏi á, có tầm quan trọng quyết định trong một cái doanh nghiệp, công ty á, lương của họ rất là cao, 1-2 ngàn, 3 ngàn là chuyện bình thường, 5 ngàn là chuyện bình thường, 3-4-5 ngàn đô là chuyện bình thường. Đó là đối với những người thật sự là giỏi nha. Còn về cái tầm mới ra trường của các bạn á, thì nó chưa đạt tới mức như vậy. Ok. Vậy thì đối với chuyên ngành mạng máy tính á, học xong các bạn sẽ làm được cái gì? Các bạn sẽ hiểu sâu hơn được, điều cơ bản nhất nha, là các bạn sẽ hiểu sâu hơn được về những cái thứ mà thường ngày các bạn đang xài. Ví dụ như các bạn mở mạng internet lên, các bạn chat, các bạn sử dụng máy tính phần mềm, các bạn sử dụng Zalo, Skype, các bạn kết nối, các bạn chat với nhau, để icon mặt cười, up cho nhau một tấm hình, vân vân. Thì các bạn có bao giờ các bạn thắc mắc là, ủa, cái cơ chế nó truyền tải dữ liệu ra làm sao? Nó truyền tải đi như thế nào để mà người này nói một câu, người kia nói một câu, người kia lại nhận được không? Đó là các bạn sẽ hiểu sâu hơn về những cái thứ mà thường ngày các bạn đang xài đó các bạn. Cái điều cơ bản nhất là các bạn sẽ hiểu sâu hơn những cái thứ đang xài thường ngày. Đó. Rồi. Các bạn học xong các bạn làm được gì nữa? Các bạn sẽ thiết kế ra được những cái hệ thống mạng cho một công ty, làm sao cho nó tối ưu. Tức là giả sử công ty đó nó có 3 tầng lầu, mỗi tầng lầu nó sẽ có tầm 10 máy, một số máy cho các phòng ban. Vậy thì nó sẽ muốn là các phòng ban sẽ có sự liên kết dữ liệu máy tính này với máy tính kia với nhau. Tức là tầng 1, phòng ban A ở tầng 1 sẽ có thể có những cái dữ liệu, có thể lấy dữ liệu của phòng ban
A của tầng 2, ví dụ như vậy. Tức là các bạn sẽ thiết kế một cái hệ thống mạng cho một công ty đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Nhu cầu mạng LAN nội bộ các bạn sẽ thiết kế được, cấu hình được cho nó tốt. Và các bạn có thể làm gì nữa? Các bạn có thể quản trị mạng cho cả một cái công ty. Các bạn có thể kiểm soát cái lưu lượng ra vào, đảm bảo được hệ thống mạng ổn định để vận hành. Từ đây có thể phát triển lên một cái nhánh, nó là bảo đảm về bảo mật, về an ninh thông tin, về an toàn thông tin. Đó. Về mạng máy tính, nó có thể đi theo hướng quản trị mạng cho các công ty. Nó có thể từ đây phát triển lên cái nhánh là bảo mật thông tin, an toàn thông tin. Nhưng mà thường ấy, là cái hướng quản trị mạng á, thường mới ra trường á, thì nó một cách vui á, nó giống như là quản trị phòng net gì đó các bạn, quản trị một cái phòng net gì đó, nó một cách vui là như vậy. Nhưng mà theo sâu trong cái nghề này, sâu trong cái ngành này á, thì các bạn có thể quản lý mạng cho cả một cái tập đoàn, một công ty đó, và cơ hội các bạn sẽ nhiều hơn. Nó sẽ rẽ nhánh sang cái hướng bảo mật, an ninh thông tin, an toàn thông tin rất là tốt cho các bạn. Những cái hướng đó là những cái hướng đang kiếm ra tiền đó các bạn. Trong thời đại công nghệ số hóa phát triển mạnh mẽ bùng nổ như ngày nay á, thì cái thông tin dữ liệu nó chính là cái rất là quan trọng được đưa lên hàng đầu. Tại sao? Dữ liệu nó chính là tiền. Dữ liệu khách hàng nó chính là tiền. Vậy thì phải bảo vệ được dữ liệu của các bạn. Đó là cái được đưa lên hàng đầu trong thời đại hiện nay nha. Và rất cần những cái người đi về hướng mạng và bảo mật. An toàn thông tin, bảo mật. Nền tảng cơ bản là gì? Phải có nền tảng về lập trình để hiểu rõ về nó. Phải có kiến thức về mạng đó. Và có kiến thức chuyên môn về cái bảo mật, về kiến thức an toàn thông tin. Nó là những cái hướng đi giúp các bạn có thể rẽ nhánh sang được nha các bạn. Ok à, các bạn có thể học xong làm được gì nè? Tiếp tục nè. Các bạn có thể hiểu được những cái nguy cơ tiềm tàng từ Internet để tránh bị những cái sự cố cho bản thân, cho cá nhân, cho doanh nghiệp. Và các bạn có thể hiểu được những cái công nghệ liên quan tới mạng đang được thế giới ứng dụng hiện nay. Ví dụ như nha, khi các bạn học về cái mạng máy tính á, các bạn mới biết được một cái khái niệm là gì. Thì ra là hacker nó có thể chiếm đoạt được dữ liệu, thông tin, tài khoản, mật khẩu của các bạn. Nếu như đang xài một cái wifi free ở quán cà phê, ở nơi công cộng, các bạn đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, các bạn check số dư chẳng hạn đi, thì nó có thể lấy được, nó có thể bắt được cái gói dữ liệu truyền tải đi qua mạng Internet của cái wifi đó, và nó có thể lấy cắp được thông tin tài khoản, mật khẩu, số thẻ tín dụng của các bạn. Các bạn học, ý thức được điều đó, sau này tốt cho bản thân của các bạn, tốt cho doanh nghiệp của các bạn rất là nhiều. Mà hầu như những cái vấn đề đó anh nói thật với các bạn, ở Việt Nam nó còn quá lỏng lẻo. Nó còn quá lỏng lẻo về vấn đề an toàn thông tin, về vấn đề truyền tải mạng vân vân. Thì khi các bạn học, các bạn sẽ hiểu rõ về nó và làm một hành trang rất là bổ ích cho bản thân các bạn. Chưa cần đi ra ngoài kiếm tiền được đâu, chỉ cần bảo vệ được tiền của các bạn trong túi của các bạn là đã là mừng lắm rồi. Rất nhiều người ngoài kia mất tiền trong túi chỉ vì là không có cái kiến thức về bảo mật, một cái mức cơ bản về mạng máy tính để hiểu được. Rồi học xong làm được gì? Khi học về mạng máy tính, các bạn có thể lập trình ra những cái ứng dụng mạng rất là thú vị. Có nhiều người sai lầm khi tưởng học mạng máy tính là không học về lập trình. Tức là tôi lập trình kém lắm, vì thế tôi chọn học mạng. Thực ra là sai lầm. Chạy trời không khỏi nắng đâu con. Lập trình nó là cái mà tất cả các chuyên ngành trong công nghệ thông tin đều có đụng tới hết. Nếu học công nghệ thông tin, đi theo bất kỳ một chuyên ngành nào mà không có biết lập trình thì đừng có nói là bạn học công nghệ thông tin nha. Khi các bạn học về mạng máy tính, các bạn biết cách lập trình ra những cái ứng dụng mạng, nó rất là thú vị. Nó có thể kết nối nhiều cái máy tính, nó cùng thao tác với nhau, và nó làm cái nền tảng để phát triển lên theo cái hướng lập trình hệ thống phần mềm ứng dụng được tối ưu bảo mật dữ liệu truyền tải, tối ưu dữ liệu truyền tải để hệ thống hoạt động tốt. Rồi anh nói như thế này nè các bạn. Ví dụ nha, các bạn học về cái ngôn ngữ C, C cộng cộng, lập trình căn bản, kỹ thuật lập trình đi. Bao nhiêu bạn ở đây có khả năng làm ra được cái game Oảnh Tù Tì? Bao nhiêu bạn có thể làm ra được cái game Oảnh Tù Tì? Bao nhiêu bạn có thể làm ra được cái game Caro? Bao nhiêu bạn có thể mô phỏng được cái game Ai Là Triệu Phú?
Bao nhiêu bạn có thể mô phỏng được cái game chiếc nón kỳ diệu vân vân. Rồi, bao nhiêu bạn có thể mô phỏng được những cái game đó, các bạn comment cho anh biết đi. Để xem cái khả năng kiến thức các bạn học căn bản tới đâu. Tất cả những cái bạn trong cái khóa lập trình căn bản của anh, những cái game, những cái ứng dụng đơn giản như thế này á, là cái điều cơ bản phải làm ra được nha các bạn. Game ảnh tù tì, game caro, rồi những cái game ai là triệu phú, chiếc nón kỳ diệu vân vân. Tất cả những cái đó là học lập trình cơ bản trong khóa lập trình của anh là phải làm ra được nha. Chứ đừng có nghĩ nó phức tạp. Các học viên của anh họ làm rần rần á, không có gì khó hết á. Các bạn có muốn làm được những cái game như là game đua xe, game xếp hình không? Đăng ký học đi, sẽ làm được thôi. Đang BA đó. Các bạn có thấy ông nào ngồi nói chuyện với các bạn mà ngồi ngoáy tai như anh không? Các bạn có thấy ông thầy là trên trường ngồi mà nói chuyện giảng bài mà ngoáy tai không? Chỉ có Sơn Đẹp Trai thôi. Hãy gia nhập Sơn Đẹp Trai để được trải nghiệm những cái điều bá đạo nhất trên thế giới. Ok, thì thế này nè. Khi các bạn lập trình ra những cái game ảnh tù tì, những cái game caro á, thì bình thường ở cái tầm lập trình căn bản ấy, là các bạn chỉ làm ra cái game mà các bạn trên chơi được trên máy tính của các bạn, hoặc là các bạn có thể chơi giữa người với người, người ở đây là như thế này nè, tức là cái thằng bạn của các bạn ấy, nó cũng phải ngồi ở bên cạnh bạn, và hai đứa cùng ngồi trên một cái máy tính, chung một cái máy tính. Thằng A đánh rồi đến thằng B, rồi đến thằng A rồi đến thằng B, cứ như vậy thì nó gọi là người với người. Hay là người với máy, tức là sao? Các bạn đánh người với máy trên trên cái máy tính của các bạn, các bạn đánh với cái máy, một cái máy computer. Hay là các bạn gửi cái sụt code, gửi cái file chạy chương trình qua cho máy tính của thằng bạn, và máy tính của thằng bạn nó sẽ bật cái chương trình của các bạn lên và nó sẽ chơi giữa người với máy vân vân. Thì tóm lại là ở cái tầm lập trình căn bản đó, là các bạn chỉ lập trình ra được những cái phần mềm ứng dụng mà nó chạy được trên một máy tính. Thành ra nếu như game các bạn mà muốn hai người chơi thì hai người đó phải làm sao? Phải ngồi gần nhau mà chơi. Ok. Phải ngồi gần nhau mà và cùng sử dụng chung một cái máy thì mới chơi được. Vậy thì cái gì vui không các bạn? Có bây giờ các bạn tự hỏi là tại sao cái game đột kích, game bắn súng, các bạn chơi, các bạn biết game Counter-Strike không? Counter-Strike. Đó, phát âm tiếng Anh phải chuẩn nha các bạn. Counter-Strike. Các bạn có biết tại sao cái game đó hồi xưa gọi là Half-Life, Half-Life. Thì tại sao á, trong một cái in một cái mạng máy tính trong quán net đi. Ngày xưa anh hay vô quán net anh chơi á. Chơi ở nhà chơi mình, chơi với boss buồn lắm. Thế là vô quán net, mình kết nối vô cái quán net. Đó là thấy là có những anh em ở những cái máy nó đối diện nhau, nó cùng nhau nó bắn chung một map, rất là vui. Đó là lý do mà ngày xưa mình thích ra quán net mình chơi game bắn súng là như vậy á. Tại vì sao? Tại vì trong một cái mạng, quán net, nó gọi là mạng LAN đó nha, mạng LAN, thì các anh em nó sẽ kết nối các máy tính với nhau, mỗi người ngồi một máy, ngồi đối diện nhau, ngồi ở góc quán, người ở đầu quán ngồi, và vẫn kết nối được các nhân vật với nhau cùng chơi trong một cái màn chơi game. Đó. Vậy thì sao? Vậy thì đó là nhờ những cái lập trình ứng dụng mạng đó các bạn. Khi các bạn học về mạng máy tính đó, các bạn sẽ được học về cái lập trình ứng dụng mạng, có khả năng kết nối nhiều cái máy tính trong một cái mạng LAN với nhau, cùng nhau chơi chung một cái trò chơi. Ví dụ như là ảnh tù tì, ví dụ như là chiếc nón kỳ diệu, ví dụ như là ai là triệu phú vân vân. Đó. Cùng kết nối nhiều người chơi với nhau, mỗi người ngồi trên một máy tính khác nhau, trong cùng một cái mạng LAN, ở công ty, ở quán net, cùng chơi chung một cái trò chơi gì đó. Cao hơn nữa, nó có thể đi ra ngoài cái mạng LAN, nó gọi là mạng WAN, tức là mạng Internet, là có thể làm ra một cái phần mềm ứng dụng và nhiều người, người ngồi ở Hà Nội, người ngồi ở Sài Gòn, người ngồi ở Đà Nẵng, người ngồi ở Úc, người ngồi ở Mỹ, cùng bật cái phần mềm ứng dụng lên và cùng nhau chơi. Đó. Và cùng tương tác được với nhau trong cùng một cái trò chơi đó. Nó gọi là tương tác online, thì đó cũng chính là lập trình giao thức mạng đó các bạn. Các bạn có thấy mạng máy tính nó vi diệu không các bạn? Đó, nó kết hợp cả cái lập trình vào trong này. Và cái đó người ta gọi là lập trình socket đó các bạn. Lập trình socket đó là ngay từ cái khóa lập trình C++ căn bản là các bạn đã có thể làm ra những cái ứng dụng chat trong mạng LAN giữa máy này với máy kia,
đó, những cái ứng dụng game caro hai người chơi giữa hai máy với nhau đó, trong mạng LAN, và thậm chí là phát triển nó lên mạng internet. Cái khóa CC cộng cộng của anh á, khóa kỹ thuật lập trình của anh á, là nó tạm thời bây giờ nó chưa có update cái phần lập trình socket vào, nhưng mà dự đoán dự kiến á, là anh sẽ cố gắng update trong thời gian sớm nhất vào cái phần socket. Các bạn có thấy hào hứng với cái khóa kỹ thuật lập trình CC cộng cộng của anh không? Được trải nghiệm kiến thức từ căn bản cho đến socket, lập trình giao thức mạng, nhiều người chơi vân vân đó. Thì nếu bạn nào mà thích được trải nghiệm như vậy có thể tìm hiểu khóa của anh ha, rất là hay. Anh quyết định sẽ đưa tất cả những công nghệ vào ở những mức nền tảng cho các bạn làm quen. Tại vì khi đi lên những cái lập trình ứng dụng như là website, phần mềm C Sharp, máy tính vân vân, thì nó cũng có những cái lập trình socket tương tự như vậy thôi. Đó, thì ngay từ bây giờ, ngay từ căn bản các bạn tiếp cận, các bạn sẽ có một cái cách nhìn nó tốt hơn. Đó, ok. Rồi, các bạn có thấy cái mạng máy tính học xong các bạn làm được nhiều thứ không? Hay không các bạn? Các bạn comment cho anh cái từ là lập trình ứng dụng mạng rất hay, rất thú vị nha các bạn. Comment cho anh cái từ lập trình ứng dụng mạng rất hay, rất thú vị. Comment luôn một cái từ đó là tôi sẽ đăng ký khóa kỹ thuật lập trình của Sơn Đẹp Trai. Comment là phải làm nha, hứa là phải làm nha, Việt Nam nói là phải làm nha. Tôi sẽ đăng ký kỹ thuật lập trình của Sơn Đẹp Trai. Lo lo cho quảng cáo ngoài lề tí nha các bạn. Nói chung là những bạn nào mà đang mất định hướng, thứ nhất là không có đam mê, không rõ về cái mình đang học đó, thì anh tin là anh có thể giúp được cho các bạn. Chưa cần biết các bạn làm được cái gì, nhưng điều đầu tiên là các bạn có lại được cái sự đam mê, hiểu rõ cái mình học là cái điều rất quan trọng trước. Rồi từ đó các bạn mới tập trung phát triển ra những cái sản phẩm mà các bạn có khả năng làm được. Đó, thì anh luôn là cái người lái đò. Ngay cả việc anh đang ngồi chia sẻ với các bạn ở đây cũng là một cách giúp cho các bạn có được đam mê và hiểu rõ về cái mà các bạn đang học. Ok, các bạn, nếu mà các bạn nào nói đăng ký là phải đăng ký nha. Ngày mai anh kêu bạn xúc bọt là kiểm tra bạn đăng ký, là bắt phải đăng ký nha. Không thì không có cho tham dự livestream đó nha. Nói giỡn vô thôi. Ok. Rồi. À, vậy thì các bạn đã nghĩ là cái mạng máy tính nó hay không các bạn? Vậy thì ấy, cái cơ hội việc làm cao, cơ hội việc làm trong cái mạng máy tính ấy, cơ hội việc làm ở đây ấy, ý anh không nói tới cái việc là số lượng cái việc làm nha, mà là cái cơ hội các bạn có thể kiếm được một cái mức lương tốt đối với cái chuyên ngành này là rất dễ dàng, nhưng nó kén về cái số lượng thôi. Tại vì sao? Một công ty nó có thể cần rất là nhiều những cái người có thể lập trình ra được những cái hệ thống phần mềm, nhưng mà để điều khiển vận hành cho một cái hệ thống mạng thì chỉ cần một hai người, và nó sẽ chọn những cái người giỏi có kinh nghiệm. À, cho nên là thế này các bạn, các bạn đừng có nản, các bạn cứ dấn thân theo nó đi. Nếu các bạn thấy các bạn thích về nó, dấn thân theo nó thì ok, tương lai các bạn cũng sẽ có kiến thức và kinh nghiệm, các bạn cũng sẽ làm được thôi. Vậy thì tùy theo khả năng và định hướng phát triển của các bạn, nếu các bạn muốn quản trị hệ thống mạng thì các bạn sẽ ngầm đảm bảo luôn cả cái an ninh mạng của nó. Đó, và công ty lớn thì nếu mà các bạn đảm bảo được cái hệ thống mạng cho nó thì 1-2 ngàn đô là chuyện rất đơn giản, thậm chí là 3-4-5 ngàn là cũng là chuyện rất đơn giản với nó, tại vì nó là yếu tố sống còn của một cái công ty, của một cái doanh nghiệp nha. Ok, vậy thì mình sẽ thấy đó, đối với cái mạng máy tính mình học được rất nhiều thứ, mình học được những cái cách thức bảo vệ dữ liệu cho mình, hiểu hơn về những thứ mình đang xài, biết cách thiết kế một hệ thống mạng, biết cách quản trị mạng, rồi mình có thể hiểu được những cái cách lập trình, những cái ứng dụng mạng rất là hay. Tức là nó đòi hỏi các bạn phải có sự kết hợp của cái mạng máy tính và cái kỹ thuật phần mềm đó các bạn. Bởi vậy mới nói là nhiều chuyên ngành là như vậy, nhưng mà một cái lời khuyên nó thẳng với các bạn đó là nếu muốn nâng tầm khả năng của mình lên, nếu muốn tự tạo ra nhiều cái cơ hội cho bản thân mình hơn, thì mình nên có sự kết hợp của nhiều kiến thức. Nhưng mà nó không cần đòi hỏi các bạn cứ lao vào học như một con thiêu thân. Mà một cái lời anh khuyên như thế này nè, trong từng cái tình huống phát sinh ra thì các bạn hãy tìm hiểu về nó, chứ đừng có bỏ nó. Tức là các bạn không cần yêu cầu các bạn phải đào sâu học như một cái thiêu thân về cái phần mềm,
học như một con thiếu thân về khoa học máy tính, học như một con thiếu thân về mạng hay là hệ thống thông tin, mà trong từng cái vấn đề của các bạn trong suốt cái quá trình các bạn làm á, có những cái mốc nó buộc các bạn phải có sự tìm hiểu, và đó chính là lúc mà các bạn phải học để nâng cao khả năng, nâng tầm của mình lên nha. Rồi ví dụ như thế nào, ví dụ như ngày xưa đó, anh là xuất thân là lập trình, coi như có thể coi như là kỹ thuật phần mềm, chứ thực ra là cũng không được gọi là kỹ thuật phần mềm, tại vì anh học cao đẳng mà, nhưng mà cứ coi như là kỹ thuật phần mềm đi ha, là về lập trình. Nhưng mà đến khi anh xây dựng ra cái hệ thống phần mềm học đi, về mình học online của bên anh đó, là hiện tại đang được cả 1.000 bạn học viên họ sử dụng học. Thế rồi nó lại đụng tới cái yếu tố là anh phải tìm hiểu về cái lập trình theo cái giao thức mạng. Tại vì sao? Nếu mà muốn một cái phần mềm ứng dụng cho cả 1.000 người xài thì đó là phải là kết nối mạng với nhau rồi đó. Vậy thì anh buộc phải tìm hiểu qua lập trình giao thức mạng, tức là nó có liên quan tới mạng máy tính. Ok. Sau đó mình làm một thời gian, mình lại thấy là có một anh đã từng kể cho các bạn trong buổi livestream là có đợt hồi Tết năm 2015 á, là anh bị hacker nó tấn công vào cái hệ thống ấy. Thì từ đó anh lại biết tới cái vấn đề là hệ thống thông tin nó phải có sự bảo mật. Bảo mật về cái cơ sở dữ liệu lúc thiết kế, lúc xây dựng. Và nó lại cho anh biết được một điều ấy, là sao? Là phải quản trị tốt cái hệ thống đó, phải bảo mật tốt cho cái cơ sở dữ liệu, bảo mật tốt cho cái hệ thống. Và vì thế, từ một cái xuất thân là một lập trình viên, và khi làm những phần mềm hệ thống ứng dụng thực tế, nó lại phát sinh anh ra nhiều hướng khác, tìm hiểu về mạng. Tại vì sao? Tìm hiểu về mạng mới có thể xây dựng ra những cái ứng dụng cho nhiều người xài, rồi mới biết cách tối ưu dữ liệu truyền tải làm sao cho các bạn học nó không bị lắc đó. Rồi tìm hiểu về bảo mật, tìm hiểu về quản trị mạng, quản trị hệ thống đó. Rất nhiều những cái hướng đi nó rẽ nhánh ra, cho nên yên tâm, đừng có nghĩ là nó quá nhiều, mà cũng đừng có học lao vào học vì cứ nghĩ nó tốt, đừng có làm như vậy. Chúng ta học, chúng ta phải có mục đích của việc học. Và khi chúng ta học, nếu như chúng ta học không có mục đích, chúng ta học rất là mất định hướng, lan man. Nhưng mà nếu như chúng ta có mục đích rõ ràng là để phục vụ cho cái hệ thống của chúng ta đó, cần có yếu tố đó, thì chúng ta học nó sẽ tốt hơn. Giống như anh đó, từ lập trình phát sinh ra mạng, phát sinh ra bảo mật, vân vân. Vậy thì các bạn cũng cứ yên tâm đi, trong suốt quá trình các bạn làm lập trình, hay làm về khoa học máy tính, hay làm về mạng máy tính, hay là học về hệ thống thông tin, thì tự động nó sẽ đá qua những cái chuyên ngành khác thôi. Và các bạn hãy nhớ lại cái yếu tố gì, yếu tố tiên quyết là gì các bạn nhớ không? Siêng năng, liên tục cải thiện bản thân, đào thải những kiến thức cũ, tiếp nhận những kiến thức mới, đó là cái tố chất cần của những người theo công nghệ thông tin trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay đó. Lưu ý điều này cho anh nha. Rồi các bạn có thấy hay không, có một người ngồi đây chia sẻ được cho các bạn những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm như này, là thực sự là các bạn rất là may mắn. Anh không phải là anh nói quá bản thân mình lên, nhưng mà mỗi lần anh chia sẻ với các bạn như vậy là anh đang cảm thấy rất là tiếc. Tiếc ở đây không phải là tiếc, vì anh chia sẻ với các bạn là tiếc nuối. Tiếc nuối vì ngày xưa đâu ai chia sẻ mình những điều này đâu. Để rồi mãi 5-6 năm sau mình mới có một chút gọi là thành công, gọi là hiểu. Nếu có người chia sẻ thì có khi 1-2 năm mình đã làm được rồi nha. Ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ nói sang, mình đã kết thúc cái phần đó là học xong làm được gì đối với mạng máy tính nha. Bây giờ mình sẽ nói sang cái hướng đó là khi học mạng máy tính thì sẽ học cái gì, và cái gì quan trọng nhất cần phải lưu ý, để những bạn nào chưa học sẽ biết, và những bạn nào đang học thì cũng phải tập trung làm cho tốt. Ok. Đó là các bạn cần phải nắm chắc được các môn đại cương cơ sở của ngành công nghệ thông tin. 4 môn gì? Lập trình căn bản, nhập môn lập trình, kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lập trình hướng đối tượng. Môn mạng máy tính, thì đương nhiên mình đang học ở chuyên ngành mạng máy tính thì phải học rồi. Tại vì môn mạng máy tính mà các bạn đang học ở cái phần đại cương á, nó cũng chính là đại cương cho cái chuyên ngành mạng máy tính này nè. Và môn hệ điều hành. Vậy thì các bạn thấy đó, cũng là 4 môn đại cương, những môn đại cương đó xào đi xào lại, nấu đi nấu lại trong tất cả những cái chuyên ngành nha. Tố chất cần đầu tiên, cái kiến thức cần đầu tiên phải đảm bảo để theo được cái chuyên ngành mạng máy tính này là phải học tốt những cái môn cơ sở về lập trình. Và đặc biệt ấy, là cái môn mạng máy tính cơ sở, cái môn cơ sở về cái môn mạng máy tính, nhưng mà nó nằm ở cái mức là đại cương cơ sở, thì các bạn cũng phải học tốt. Học tốt về IP, chia IP, chia subnet, chia cấu hình máy, v.v.
phải học tốt về nó thì mới theo được cái chuyên ngành này. À, sau đó là các bạn cần phải nắm chắc được, khi mà các bạn học đó, các bạn chú ý cho anh cái điều này nha. Các bạn phải nắm chắc được cái, các giao thức mạng truyền tải dữ liệu, các kiến thức chuyên sâu về mạng. Tại vì nó tác động được cho các bạn đến cái công việc sau này và tới cái hướng đi lập trình của các bạn. Và cái điều lưu ý cần tránh sai lầm của những bạn theo chuyên ngành mạng máy tính mà nhiều bạn dính lắm, đó là không phải theo mạng máy tính là chỉ là học mạng đâu nha, mà cũng cần phải có cái kiến thức chuyên sâu về lập trình thì các bạn mới có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong công việc. Lưu ý điều này cho anh nha. Không phải học mạng là cứ học mạng mà cũng phải có kiến thức về lập trình. Chú ý về những kiến thức lập trình, đặc biệt là lập trình socket, lập trình giao thức mạng vân vân. Hiểu được cái quá trình truyền tải giao thức mạng, nó truyền tải dữ liệu đi như thế nào. Đó, nắm chắc những cái môn nền tảng về công nghệ thông tin. Ok. Và cái lời khuyên cho các bạn nếu chọn phát triển theo cái hướng mạng máy tính. Một cái lời khuyên như thế này nè. Đó là nếu như đi theo về hướng mạng máy tính thì các bạn nên có những cái chứng chỉ quốc tế. Nó sẽ giúp ích hơn cho các bạn trong công việc, trong cái việc đi xin việc làm vào các công ty, các tập đoàn. Thì việc các bạn có những cái chứng chỉ đạt chuẩn quốc tế nó sẽ giúp ích hơn cho các bạn khi theo chuyên ngành này. Thậm chí là những chuyên ngành về mạng, về khoa học máy tính, về hệ thống thông tin, nếu như các bạn có những cái chuyên ngành, các bạn có những cái chứng chỉ quốc tế, các bạn có những cái chứng chỉ quốc tế thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Đó, ví dụ như về lập trình, các bạn có chứng chỉ lập trình quốc tế về Java, lập trình về C#, lập trình về mobile, các bạn có chứng chỉ về bảo mật, chứng chỉ về hệ thống thông tin, đó, thì cái khả năng của các bạn đó, cơ hội nó sẽ có nhiều hơn. Nhưng mà riêng đối với mạng là chắc chắn phải cầm rồi các bạn, tại vì mạng đó, là cái cạnh tranh nó quá khốc liệt. Cho nên đó, là cái việc mà các bạn có trong tay cái chứng chỉ quốc tế nó như là một cái lợi thế cạnh tranh của các bạn so với những người khác. Nó như là một cái, nó gọi là một cái điểm cộng cho các bạn đó. Thì một số chứng chỉ quốc tế mà liên quan đến mạng thì các bạn có thể tìm hiểu trên Google những chứng chỉ quốc tế liên quan tới mạng máy tính như là CCNA, CCNA hay nó còn gọi là CCNA đó các bạn. CCNP, ví dụ là CCNP đó, hay là CCIE đó, đây là anh phát âm tiếng Việt cho nó chuẩn nha. CCNA, CCNP, CCIE vân vân, những cái chứng chỉ về mạng nó rất là cần để cho các bạn có nhiều cơ hội hơn khi đi theo cái hướng về mạng máy tính. Ok. Các bạn comment cho anh cái từ đó là học mạng cũng phải có kiến thức về lập trình. Comment cho anh cái từ đó nha. Anh nhắc cho các bạn biết nha, là anh chỉ chia sẻ trong buổi hôm nay về 4 chuyên ngành chính là kỹ thuật phần mềm, khoa học máy tính, hệ thống thông tin và mạng máy tính. Còn những chuyên ngành khác như là tester, là an toàn thông tin, lập trình nhúng thì các bạn có thể chia sẻ trong cái form tâm sự, chia sẻ với anh. Thì anh sẽ tiếp nhận cái form đó và sẽ giải đáp cho các bạn qua thông tin liên lạc các bạn để lại như là email, Facebook, vân vân. Tại vì không đủ thời lượng đáp ứng được, anh chỉ tập trung nói những cái gì mà nó trọng tâm nhất nha. Ok các bạn. Rồi các bạn comment cho anh nha, học lập trình là cũng phải có kiến thức sâu về, học mạng máy tính cũng phải có kiến thức sâu về lập trình. Điều này là nhiều người không biết, cho nên là đánh mất nhiều cái cơ hội lắm. Khi mình học một cái chuyên ngành thì mình sẽ xem coi là mình học được cái gì từ cái chuyên ngành đó nha các bạn. Mình phải xem coi là mình học được cái gì từ cái chuyên ngành đó. Mình thấy được những cái lợi thế của mình và mình biết kết hợp nó với các chuyên ngành khác, nó tạo ra cái thế mạnh của mình, tạo ra cái sức mạnh của mình. Đó. Ok. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục nói tới cái phần cuối của cái chuyên ngành mạng máy tính. Đó là cái tố chất cần thiết để học. Tố chất cần thiết để học về mạng máy tính. Lê Phương Quý ơi, ngành công nghệ thông tin đó, nó là một cái cục khổng lồ. Quý nãy giờ chắc là mới tham gia buổi livestream đúng không? Ngành công nghệ thông tin ấy, nó là một cái cục khổng lồ và trong đó chia ra nhiều chuyên ngành. Và anh đang tập trung nói về những chuyên ngành. Nếu em chưa coi thì sau buổi livestream này em hãy coi lại từ đầu đến giờ nha. Anh sẽ tổng hợp các video clip lại cho em coi lại. Rồi, bây giờ mình nói tới cái yếu tố cuối cùng là cái tố chất cần thiết để học được cái mạng máy tính. Nó có 3 điều, cũng vẫn là 3 điều.
mong muốn, tính cách và năng lực của các bạn. Mong muốn để học được cái mạng máy tính là gì? Các bạn phải có sự mong muốn hiểu biết sâu về cái máy tính, hiểu biết sâu về cái mạng, hiểu được những cái gì đang diễn ra đằng sau một cái phần mềm ứng dụng, đằng sau một cái game. Đó. Ví dụ như tại sao game đột kích đi, nó có thể chơi nhiều người với nhau. Tại sao game ball online nó có thể chơi nhiều người với nhau? Các bạn phải hiểu là tại sao làm được như vậy, phải đặt câu hỏi, phải tò mò, phải đào sâu vào nó. Hiểu được cái mạng làm sao tôi chat một câu bên kia nó nhận được, bên kia chat một câu tôi nhận được. Phải hiểu về nó. Đó. Rồi. Các bạn mong muốn có được cái sự bổ trợ kiến thức cho cái hướng đi tương lai về lập trình phần mềm ứng dụng hệ thống. Như anh đã nói rồi, lập trình phần mềm ứng dụng hệ thống, nếu các bạn có thêm kiến thức về mạng, các bạn sẽ biết cách bảo mật dữ liệu truyền tải, các bạn sẽ biết cách là làm ra những cái lập trình mạng phục vụ cho nhiều người dùng hơn. Đó. Các bạn mong muốn bổ trợ cho cái hướng đi về bảo mật, về an toàn thông tin. Thì đó là tất cả những cái mong muốn khi các bạn theo cái chuyên ngành mạng máy tính. Mong muốn hiểu sâu về về mạng, về máy tính, về đằng sau, diễn ra đằng sau một cái quá trình truyền tải dữ liệu như thế nào, một cái trò game, một cái ứng dụng nó hoạt động như thế nào, bổ trợ cho kiến thức lập trình và bổ trợ cho hướng đi về bảo mật, an toàn thông tin, vân vân. Đó. Rồi, đó là mình nói xong về cái mong muốn khi các bạn theo cái chuyên ngành về mạng máy tính này. Mình tiếp tục, mình sẽ nói về cái tính cách. Đối với cái tính cách về cái việc các bạn muốn theo cái chuyên ngành mạng máy tính này á, thì các bạn phải có đầy đủ cái tính cách như của kỹ thuật phần mềm. Đó là cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo, sáng tạo, kiên trì, nỗ lực. Cũng phải là những đức tính này, không bỏ đi đâu được hết. Có cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo, các bạn mới thiết kế ra được một cái hệ thống nó tối ưu, nó tốt nhất. Có sự kiên trì, nỗ lực thì các bạn mới theo đuổi được tới cùng trong cái chuyên ngành này. Tại vì sao? Tại vì cái yếu tố quan trọng anh nói bây giờ cho các bạn biết nè. Cái yếu tố quan trọng á, cái chuyên ngành mạng máy tính này á, mình nói trước cho các bạn biết nha. Nó hơi nhiều lý thuyết. Thực ra là gì? Lý thuyết cũng chính là những cái từ thực tế nó đúc kết lại, nó tạo thành lý thuyết cho các bạn học. Nhưng mà nó khác cái chuyên ngành khác như là công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin hay là khoa học máy tính. Đó là nó đi học khá là nhiều những cái lý thuyết. Cho nên nếu như xác định muốn đi theo cái chuyên ngành về mạng máy tính này á, thì các bạn phải có một cái sự tiếp nhận một cái lượng kiến thức lý thuyết khổng lồ về mạng mà các bạn không được ngán. Ngán là không học được, cho nên mình mới nói đến cái đức tính là kiên trì và nỗ lực đó các bạn. Còn sự sáng tạo, nó cũng có sáng tạo. Ví dụ như khi các bạn kết hợp với lập trình mạng, các bạn biết cách sáng tạo làm sao cho nó bảo mật được cái dữ liệu truyền tải, làm sao cho người dùng được tối ưu dữ liệu truyền tải đi, cho chương trình các bạn nó không có nặng lắc, vân vân. Đó, biết cách sáng tạo trong vấn đề bảo mật. Quan trọng nhất là các bạn phải chịu khó, nỗ lực. Tại vì ở cái chuyên ngành mạng máy tính này á, các bạn phải học rất là nhiều những cái lý thuyết, những cái nền tảng, những cái lý thuyết rất là nhiều. Mình sợ là các bạn sẽ bị dội, cho nên các bạn phải chú ý chỗ này nha. Xác định là sẽ học về lý thuyết rất nhiều thì theo mạng máy tính. Ok, tính cách cần là như vậy. Bây giờ mình nói tới cái điều, cái tố chất cuối cùng để theo được cái chuyên ngành mạng máy tính này. Đó là về cái năng lực. Về cái năng lực của các bạn. Năng lực ở đây thì cũng là giống như các chuyên ngành khác ở trên. Đó là cũng phải hoàn thành thật là tốt các kiến thức nền tảng cơ sở của các môn công nghệ thông tin, các ngành công nghệ thông tin, 4 môn lập trình, mạng máy tính, hệ điều hành. Tại vì sao? Nó là nền tảng cốt lõi rồi. Và đặc biệt là chú trọng cái môn mạng máy tính cơ sở nha. Cái môn nó rất quan trọng, tại vì các bạn đang đi chuyên ngành mạng máy tính nè. Và một điều quan trọng bắt buộc, đó là các bạn phải có kiến thức tốt về ngoại ngữ. Quan trọng bắt buộc luôn á. Chứ không phải là kiến thức tới đâu thì khả năng cơ hội việc làm tới đó nha. Tại vì sao? Đã nói thứ nhất là cái chuyên ngành mạng máy tính này á, nó cơ hội cạnh tranh việc làm nó cao giữa nhiều người, giữa một số ít người với nhau. Và khi các bạn muốn có được những lợi thế của các bạn, thì đó là các bạn phải có được cái bằng cấp chứng chỉ quốc tế. Thì muốn đạt được những cái bằng cấp chứng chỉ quốc tế đó, thì các bạn cũng phải giỏi tiếng Anh, giỏi ngoại ngữ thì các bạn mới đạt được. Đó.
Thì đối với cái năng lực ở cái hệ thống cái mạng máy tính này á, thì các bạn phải hoàn thành tốt được những cái môn nền tảng cơ sở của ngành công nghệ thông tin, bao gồm là lập trình cơ sở, mạng cơ sở, hệ điều hành cơ sở, và có kiến thức tốt về ngoại ngữ thì mới theo được cái mạng máy tính này. Ok, rồi các bạn comment cho anh nha, là kiến thức cơ sở tốt cộng ngoại ngữ để theo mạng máy tính. Comment cho anh biết điều này. Comment cho anh biết là các bạn đang xem cái chỗ này nha. Comment đi các bạn ơi. Rồi, ok. Ồ, không ngờ là bây giờ cũng gần 12 giờ rồi nha. Mình nói chuyện cũng rất là lâu, cũng rất là dài. Các bạn có thấy vui khi nhận được nhiều cái giá trị như thế này không các bạn? Cũng hết được cái chuyên ngành rồi. Bây giờ anh sẽ nói thêm các bạn tầm 15 phút nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc cái buổi live stream. Để giữ sức khỏe cho các bạn nha. Mặc dù cũng khuya rồi, cũng các bạn có thông cảm vì nhiều lý do kỹ thuật, cho nên là nó chưa có đạt được cái sự tốt trong buổi live stream của chúng ta. Nó làm chúng ta trễ mất một tiếng, và nó làm cho buổi live stream nó kết thúc trễ. Lẽ ra có thể kết thúc lúc 10 giờ rưỡi 11 giờ thì bây giờ 12 giờ mới gần kết thúc. Ok nha, các bạn thông cảm điều này giùm anh nha. Các bạn còn lắng nghe, ngồi lắng nghe được đến giờ 120 mấy, 130 mạng là anh rất là quý các bạn. Và anh cũng tự thấy là cái sự chia sẻ của anh nó xứng đáng. Anh tự thấy là có cảm hứng hơn và có nhiều động lực hơn với các bạn. Tiếp tục nha. Thì sau khi anh đã nói tổng quan 4 chuyên ngành là kỹ thuật phần mềm, khoa học máy tính, hệ thống thông tin và mạng máy tính, thì bây giờ đấy, anh sẽ có một số cái sự tổng kết cho các bạn sau 4 cái chuyên ngành ở trên nha. Anh sẽ có một số sự tổng kết anh nói với các bạn về 4 chuyên ngành ở trên, tổng lại một lượt luôn nè. Thì những bạn nào mà từ đầu đến giờ ngồi ghi chép rất là kỹ đó, thì các bạn cố gắng hệ thống hóa nó thành những sơ đồ tư duy cho cả 4 ngành nghề chính này. Và các bạn có thể gửi qua inbox cho anh, hay là post lên trang cá nhân, tắt bạn bè của mình, tắt anh vào để anh góp ý cho các bạn, để hoàn thiện sơ đồ tư duy các bạn hơn. Thì anh tổng kết một số cái vấn đề chính xoay quanh 4 chuyên ngành như sau cho các bạn nha. Các bạn cần lưu ý quan trọng nhất là chỗ tổng kết này nè. Các bạn có thể là nghe chưa rõ những cái chuyên ngành, nhưng mà đặc biệt ở cái phần tổng kết này là phải nghe cho kỹ nha. Rồi, tất cả các chuyên ngành ở trên và tất cả các chuyên ngành trong công nghệ thông tin luôn, nó đều bắt đầu khởi điểm là từ lập trình. Tất cả các chuyên ngành đều bắt đầu khởi điểm là từ lập trình mà ra. Cho nên mới nói nếu học lập trình, nếu học công nghệ thông tin mà nói là không biết lập trình thì đừng có nói là học công nghệ thông tin, nhớ điều này cho anh. Và quan trọng nhất là gì? Đó là 4 môn đại cương: nhập môn lập trình, kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lập trình hướng đối tượng. Kiến thức về mạng máy tính, kiến thức về mạng máy tính, kiến thức về hệ điều hành, đó là những môn nền tảng về cơ sở của ngành công nghệ thông tin. Và muốn theo được bất kỳ một chuyên ngành nào, các bạn đảm bảo cho anh được những cái môn nền tảng cơ sở này. Cái điều thứ hai muốn nhắn nhủ cho các bạn đó là tất cả các chuyên ngành trên ấy, nó đều có sự liên quan và bổ trợ với nhau. Từ cái chuyên ngành này các bạn có thể phát triển, học lên một chút kiến thức nữa để đi theo một cái chuyên ngành kia. Cho nên ấy, khởi đầu á, cái khả năng tốt nhất của các bạn phù hợp với chuyên ngành nào thì các bạn cứ chọn theo một cái. Ví dụ như là các bạn cảm thấy các bạn tốt nhất về khoa học máy tính, các bạn theo khoa học máy tính vì các bạn thích sự sáng tạo, sự nghiên cứu khoa học. Các bạn thích về hệ thống thông tin, các bạn thích phân tích thiết kế một hệ thống, các bạn theo hệ thống thông tin. Cứ theo một cái, không có vấn đề gì phải lo lắng. Các bạn đừng có sợ là mình sẽ mất kiến thức khi mình chỉ tập trung theo một mảng nha. Không có, tất cả mọi mảng nó đều bổ trợ cho nhau. Vấn đề là các bạn có chịu nỗ lực tiếp thu nó hay không. Các bạn cứ theo khởi đầu một cái, các bạn thấy là tốt nhất với các bạn thì cứ theo nó khởi đầu. Và trong cái quá trình học đó, các bạn sẽ, nếu thích những cái mảng khác nữa, ví dụ học khoa học máy tính, thích về hệ thống thông tin, thích về mạng máy tính, thì các bạn tiếp tục học thêm những cái môn, những cái yếu tố bổ trợ để đi lên những cái chuyên ngành đó. Đó, cứ bổ sung thêm những cái còn thiếu sót thì từ từ các bạn sẽ hoàn thiện được hết thôi. Và sau khi các bạn mà hoàn thiện được hết toàn bộ những cái chuyên ngành đó, có được hết toàn bộ kiến thức đó, thì lúc đó các bạn được người đời đó,
không còn được gọi là junior hay là senior nữa, mà các bạn sẽ được người đời gọi là full stack. Full stack developer tức là chuyên sâu hết toàn bộ những kiến thức trong cái lĩnh vực lập trình công nghệ thông tin, đó là vừa biết phân tích thiết kế hệ thống, vừa biết quản trị công hệ thống thông tin, bảo mật hệ thống thông tin, vừa biết lập trình ra các phần mềm ứng dụng, vừa biết là các giao thức truyền tải kết nối dữ liệu mạng máy tính vân vân. Thì như vậy á là các bạn đã có được cái từ người đời được gọi các bạn là full stack nha. Ok, thì các bạn cứ yên tâm là cứ tập trung theo đúng một cái chuyên ngành mà các bạn cảm thấy hợp nhất, thì từ đó nó sẽ phát triển ra rất nhiều những cái hướng khác của các bạn. Rồi, một cái lời khuyên của anh ấy là nếu như các bạn sau khi nghe những cái buổi định hướng, nghe buổi định hướng livestream này của anh á, là cân nhắc giữa 2, 3 hoặc là cả 4 chuyên ngành ở trên á, thì các bạn ghi chép lại cẩn thận từng cái thông tin về các chuyên ngành, các cơ hội, các yếu tố cần có để theo chuyên ngành, rồi tự cho mình một cái điểm số cho từng cái chuyên ngành. Ví dụ như các bạn có thể liệt kê ra tất cả những cái cơ hội, yếu tố, những cái vấn đề cần thiết khi theo chuyên ngành đó. Mỗi cái các bạn sẽ cho mình cái điểm theo khả năng của các bạn ở hiện tại, đối chiếu với chính bản thân của các bạn nha. Rồi từ đó các bạn sẽ chọn ra cái chuyên ngành các bạn có điểm số cao nhất, tức là các bạn hợp với chuyên ngành đó nhất, các bạn sẽ chọn ra. Và từ đó các bạn cứ đi theo nó, mạnh dạn đi theo nó, không vấn đề gì sợ hãi. Và đi theo nó rồi các bạn có thể phát triển lên nhiều cái chuyên ngành khác. Đó, thì đó là cái lời khuyên của anh. Còn đó là những lời khuyên của anh cho những bạn nào chưa có định hướng về chuyên ngành. Đó, còn những bạn nào mà có lỡ học sai chuyên ngành, đó, thì bây giờ làm sao để khắc phục lại? Thì anh khuyên các bạn như thế này nè. Những bạn nào mà có học sai về chuyên ngành đó, thì các bạn đừng có buồn. Khi các bạn nghe buổi livestream này á, có phải là các bạn đã hiểu được cái điều anh nói là gì? Tất cả mọi chuyên ngành nó đều có cái sự liên quan bổ trợ với nhau. Ví dụ như bạn nói là tôi thích về khoa học máy tính nhưng mà tôi lại bị bắt về hệ thống thông tin, tại vì điểm số của tôi không đạt đủ yêu cầu cho nên trường bắt tôi học hệ thống thông tin, thì đừng có buồn. Tại vì cái hệ thống thông tin, cái cốt lõi của nó là cơ sở dữ liệu, là linh hồn của những cái phần mềm ứng dụng hệ thống. Các bạn học về khoa học máy tính, các bạn cũng học về lập trình, cũng giống như kỹ thuật phần mềm, thì cái cơ sở dữ liệu cũng rất quan trọng, nó liên quan mật thiết với nhau rất là nhiều. Cho nên đừng có nghĩ là mình đang học sai chuyên ngành như vậy là các bạn nản. Các bạn không, các bạn phải hiểu á. Thứ nhất ấy, là mọi chuyên ngành nó đều có sự bổ trợ cho nhau. Mạnh dạn mà học, không bổ ngang cũng bổ dọc, nó thẳng là vậy. Mà chắc chắn là nó bổ cho các bạn, tại vì anh phân tích rất là kỹ cho các bạn rồi. Cái thứ hai là mình xét thấy yếu tố là cuộc đời của các bạn ấy, nó đã bị bắt theo chuyên ngành đó rồi, là nó có cái lý do. Mỗi sự vật sự việc trên đời này nó đều có một cái lý do của nó. Ví dụ như bạn thích về khoa học máy tính nhưng ông trời bắt các bạn phải theo về hệ thống thông tin, thì các bạn cứ tin là hệ thống thông tin ấy, ông trời bắt ta theo học trước, Chúa bắt ta theo học trước ấy, nó có cái lý do của ông trời, có lý do của Chúa. Ta cứ học tốt đi, từ từ ta thấy những cái gì còn thiếu, ta qua ta học ké những cái lớp về khoa học máy tính có được không? Trường học nó có cấm không cho ta vào không? Đâu có đâu các bạn. Cái hồi xưa anh học ấy, anh học cao đẳng nhưng mà anh vẫn chạy qua cái tuổi đại học, anh ngồi anh học ké mấy cái môn về khoa học máy tính, học ké những cái môn về machine learning, đâu có vấn đề gì đâu. Thầy cô còn khuyến khích các bạn học như vậy nữa. Các bạn ham học, cái tâm các bạn cầu học, thì thầy cô rất là khuyến khích. Cho nên đừng có đổ lỗi là do số phận trường học bắt các bạn phải học cái chuyên ngành mà các bạn không thích. Yên tâm, một là cứ yên tâm là nó bổ trợ cho tương lai các bạn. Hai là các bạn có thể tự học được mà. Hoặc là sao? Đi qua những cái lớp có chuyên ngành tương ứng mà các bạn học. Học ké, ai cấm? Học ké đâu ai cấm đâu các bạn. Lên cái phòng đào tạo, lên trang website, download cái lịch thời khóa biểu của các lớp chuyên ngành mà bạn muốn học. Sau đó xem cái lịch, sắp xếp cái lịch trộn lẫn giữa chuyên ngành của nó với chuyên ngành của mình. Rồi đúng cái giờ đó, qua lớp nó học, bạn coi như là bạn là thành viên của lớp nó. Đâu ai cấm các bạn đâu. Và thấy là các bạn rất là tốt, các bạn vừa có kiến thức về chuyên ngành của các bạn mà vừa có thêm kiến thức về chuyên ngành của những cái người khác nữa, hướng đến tương lai là trở thành full stack. Vấn đề là các bạn có nỗ lực làm được hay không. Nó đòi hỏi là cái gì? Kiên trì, nỗ lực. Sự kiên trì, nỗ lực, ý thức của các bạn đó, nó đòi hỏi như vậy đó.
Đó, rồi. Vậy thì đối với những bạn có lỡ chọn sai chuyên ngành thì các bạn có hiểu được cái điều mà anh nói ở đây không các bạn? Các bạn hiểu rõ được cái điều anh nhắn nhủ các bạn nha. Có sai chuyên ngành đừng buồn, cứ học vì nó cũng bổ và có thể học ké ở những lớp khác, chẳng có vấn đề gì hết nha. Rồi, ngoài ra thì anh dành ra 5 phút, chỉ 5 phút thôi. Anh muốn nói đến một vấn đề như sau. Vấn đề này anh nghĩ là cũng nên nói luôn cho các bạn nắm được. Đó là sau khi có nhiều bạn đã thấy mình chọn sai chuyên ngành, hay là các bạn học mà các bạn không có định hướng, các bạn không biết mình học ra làm gì cụ thể, rồi các bạn cũng không biết cần phải chuẩn bị những cái gì, dẫn tới là các bạn bị mất kiến thức, mất nền tảng. Vì thế là các bạn chán ghét trường học. Các bạn chán ghét trường học, các bạn muốn bỏ học. Các bạn muốn bỏ học. Các bạn cảm thấy là trường học nó không mang lại được cái giá trị gì cho các bạn hết. Và các bạn quyết định là các bạn sẽ nghỉ học. Đó. Hay là vì nhiều những cái lý do khác nhau dẫn tới các bạn bỏ học, như là chi phí học nó nặng với các bạn quá. Đó. Thì anh nói điều này là bởi vì sao? Bởi vì anh biết có nhiều bạn đang rơi vào tình thế như thế này. Và không phải là anh chỉ hướng tới các bạn tốt đang học và có định hướng tương lai, mà anh cũng muốn nhắn nhủ tới những cái bạn mà có đang có cái ý nghĩ là sẽ bỏ học. Anh cũng muốn nhắm tới những bạn này. Các bạn hãy nghe kỹ cho anh điều này nha. Anh có một người anh nói với anh một câu rất là hay, và anh rất là tâm đắc với câu này. Đó là các bạn chỉ nên bỏ học sau khi các bạn biết là bỏ học xong các bạn sẽ làm cái gì. Các bạn chỉ nên bỏ học khi các bạn biết là sau khi bỏ học xong các bạn sẽ làm cái gì. Còn nếu như không biết thì các bạn không nên bỏ học. Nếu như không biết mà các bạn bỏ học, đó chính là vì cái sự sợ hãi, cái con người của các bạn. Các bạn đừng có như vậy nhé. Ví dụ như Bill Gates. Tại sao Bill Gates bỏ học? Nhiều người không biết, cứ nói là gương Bill Gates bỏ học thành công, tao cũng bỏ học thành công là thành công nhân đó các bạn. Tại vì sao? Các bạn comment cho anh cái từ là bỏ học thành công là thành công nhân nha. Tại vì sao? Bởi vì Bill Gates ấy, có một cái mục đích cụ thể. Ông bỏ học để ông lập công ty, để phát triển cái công ty của ông, thì ông mới bỏ học. Mà thực ra ông cũng không có bỏ đâu. Nói cho các bạn nghe, ông bỏ học khi ông đang là năm 2, nhưng thực ra là ông đã học hết toàn bộ cái kiến thức cần có của năm 3, năm 4 rồi. Rồi sau đó ông mới bỏ, nói cho các bạn biết điều đó, chứ không phải là bỏ học. Vậy thì có nhiều bạn ấy lại nói là sao? Ví dụ như tôi thấy là tôi chọn sai chuyên ngành cho nên tôi mới bỏ học. Thì hồi nãy anh đã giải quyết cái vấn đề này của các bạn rồi nha. Đã giải quyết cái vấn đề này cho các bạn. Tức là sai chuyên ngành nó không có ảnh hưởng gì tới các bạn hết, mà ngược lại nó còn bổ trợ cho các bạn, cho cái hướng đi tương lai của các bạn nha. Vậy cho nên những bạn nào nói lý do là sai chuyên ngành cho nên chán nản bỏ học, thì các bạn đó đang tự lừa dối bản thân. Là mình sợ, các bạn đang sợ. Các bạn đang sợ, các bạn mới tìm đủ mọi lý do để chứng minh cho cái việc bỏ học của các bạn là đúng. Nhưng thực ra là các bạn sai biết nha. Những bạn nào nói chọn sai chuyên ngành, chán nản bỏ học thì xem lại nha, sau buổi livestream này của anh. Những bạn nào nói là tôi không có chi phí học á, thì đó cũng chỉ là lý do thôi. Bây giờ nó có rất nhiều những cái quỹ nó hỗ trợ cho sinh viên vay vốn. Thời sinh viên bạn bè anh á, có nhiều đứa nó vay những cái vốn, những cái gói 15-20 triệu, và nó học suốt cái thời sinh viên. Sau khi ra trường nó nợ ngân hàng 20-30 triệu, ok, đến lúc đó mới là lúc mà nó trả nợ. Nó đi làm nó có tiền nó trả nợ. Ngân hàng nhà nước, những cái gói quỹ nó hỗ trợ các bạn rất là nhiều. Chỉ cần các bạn tìm hiểu và các bạn liên hệ với họ là được thôi. Vấn đề là sao? Do ý thức bản thân các bạn không có trách nhiệm với bản thân mình, cho nên là mới nói lý do là tôi cảm thấy chi phí học đắt quá, tôi không có tiền học. Đó là lý do chính là do chính bản thân các bạn thôi. Không có ý thức, không có trách nhiệm. Học ở trường á, có một số bạn lại nói là học ở trường á là nó vô ích. Vậy thì á, mình hỏi các bạn thử một câu này nha. Đó là nếu học ở trường là vô ích, thì sau khi các bạn bỏ học, liệu các bạn có trở thành người có ích hay không? Chỉ một câu như vậy thôi. Học ở trường là vô ích, thì sau khi bỏ học á, các bạn có thể trở thành người có ích hay không? Các bạn nên biết cái giá trị của trường học. Anh đã từng nói cái điều này ở trong cái video clip live stream ngày 26 tháng 3, chủ đề những sai lầm và cách học lập trình đạt hiệu quả. Cái trường học nó đem lại cho các bạn rất nhiều những cái giá trị. Thứ nhất là gì? Là về cái kiến thức của các bạn. Đừng có chê những người thầy người cô của các bạn là dạy học dở. Chẳng qua là các bạn có đủ tầm để các thầy cô đó dạy hết hay không.
Ví dụ như á, các bạn ok, bằng lòng các bạn là người siêng học, nhưng cái lớp các bạn chẳng chịu siêng, thì lấy đâu thầy cô có nhiệt huyết mà dạy, đúng không? Vậy thì nếu như là vậy thì sao? Nói chuyện riêng với thầy cô, thầy cô ơi, em mong muốn nâng cao kiến thức của mình lên, thầy cô có tài liệu gì hay, có lộ trình gì đó tốt hơn, chia sẻ cho em biết. Đó là một cách. Trường học nó mang lại cho các bạn cái gì? Mang lại cho các bạn được cái mối quan hệ. Cái điều này đã nói rồi, mối quan hệ giữa bạn với các thầy cô, mối quan hệ giữa bạn với các bạn bè. Đó. Các bạn nên biết á, những mối quan hệ thời cấp 3, cấp 2 các bạn nó chưa chắc giá trị bằng những mối quan hệ trên đại học của bạn đâu. Tại vì á, những người học chung lớp các bạn á, chung chuyên ngành của các bạn á, sau này họ ra đời họ làm đúng cái chuyên ngành giống như bạn luôn. Thì hai đứa cùng chuyên ngành với nhau, có phải nó hỗ trợ giúp đỡ được cho nhau không các bạn? Ví dụ như bạn ra trường, bạn chưa có được việc làm, nó giỏi hơn bạn một chút, nó kiếm được việc làm. Công ty nó thiếu người, nó hú bạn vô, nó giới thiệu bạn với người sếp. Nó nói cho bạn biết là công ty này ấy, là cần chuẩn bị những cái gì để vào đây làm được. Nó hỗ trợ cho các bạn trong quá trình các bạn ứng tuyển vào. Nó giới thiệu các bạn vào, đó là lợi thế không? Mối quan hệ đó. Hay là công ty của anh hiện tại á, những anh em nhân viên của anh á, ở đâu mà họ hỗ trợ được cho anh? Họ là những người bạn học chung thời cao đẳng với anh ngày xưa. Họ là những người ngày xưa học khá trường nhưng mà cùng hoạt động chung trên những cái diễn đàn cộng đồng lập trình với anh. Nó có được cái mối quan hệ tốt đẹp thời sinh viên. Mình cùng nhau chia sẻ, trao đổi đam mê kiến thức. Và từ đó là mình hợp lại với nhau làm một team để mình cùng nhau chia sẻ giá trị tới cộng đồng. Đó. Trường học nó mang lại mối quan hệ như vậy, mối quan hệ với thầy cô. Các bạn có biết đó, nếu bạn quan hệ tốt với thầy cô, các bạn chú ý đi học đầy đủ, ngồi bàn đầu, nghe giảng, nhìn vào mắt thầy cô. Ok, chịu khó hỏi thầy cô bài tập, những vấn đề các bạn gặp phải trong quá trình các bạn học. Tới cái ngày hội tuyển dụng của trường, thầy cô sẽ dắt tay các bạn tới cái bàn tuyển dụng, giới thiệu các bạn với những công ty. Và cái lời giới thiệu của thầy cô chính là cái uy tín rất là lớn đó các bạn. Mối quan hệ đó. Chứ không phải trường học nó không mang lại được cái gì đâu. Đừng có bao biện cho cái lý do của sự hèn kém bản thân mình các bạn. Trường học nó mang lại được cái gì nữa? Nó rèn luyện được cho cái bản thân của các bạn. Nó rèn luyện cho cái bản thân của các bạn. Tại sao? Nó rèn luyện cho các bạn đi vào kỷ luật. Đó là đúng hạn là phải nộp deadline, trễ hạn là mất điểm. Mất điểm nó có thể là các bạn bị đuổi học vân vân. Rồi đi trễ là sao? Đi trễ là thầy giảng mất bài, mất kiến thức. Các bạn cũng không có kiến thức là các bạn cũng có thể bị rớt môn. Rèn luyện cho bản thân các bạn là về cái sự tiếp cận với công nghệ. Các bạn phải học, phải tự tìm tòi, tự tìm hiểu, học. Thì các bạn mới làm được những cái vấn đề, những cái đồ án ở trên trường. Nó giúp cho các bạn rèn luyện được cái tính năng là tìm hiểu công nghệ. Đó, nó rèn luyện được cho các bản thân các bạn rất là nhiều. Rồi, các bạn có được cái kỷ niệm của trường lớp. Như các bạn nói thật với các bạn á, anh bây giờ anh học cao đẳng anh dừng lại vì lý do là anh ra mở công ty, anh có định hướng phát triển công ty. Thì anh đã có lý do giống như Bill Gates á, anh nghỉ học. Nhưng mà không biết anh có thành Bill Gates được hay không thôi. Thì đó là anh có lý do anh mới nghỉ học. Thật ra không phải là nghỉ nữa mà là sao, anh đã học xong cao đẳng rồi và anh không có nhu cầu là anh học lên đại học nữa thôi. Vậy thôi. Thì nhiều khi anh ngồi là anh vẫn nhớ lại những cái kỷ niệm thời sinh viên của anh, những cái oai hùng thời sinh viên. Mỗi lần mà mình gặp vấn đề khó khăn trong cuộc sống, mình buồn phiền vân vân, mình lại nhớ lại những cái kỷ niệm thời sinh viên, nó làm cho mình có thêm động lực. À, thời sinh viên khó khăn đến mấy tao cũng vượt qua được. Chẳng lẽ giờ tao lại chịu thua cái vấn đề này, đúng không? Nó luôn luôn có những cái kỷ niệm rất là tươi đẹp. Các bạn thử nhớ lại đi. Dù các bạn có học đến đại học đi chăng nữa thì cái kỷ niệm thời cấp 3 vẫn là kỷ niệm đẹp trong các bạn. Đó, học chung một lớp với nhau, kỷ niệm rất là đẹp cho các bạn. Kỷ niệm về trường học. Rồi sao? Nếu như các bạn nói trường học nó không mang lại được cho các bạn về cái kiến thức chuyên môn, trường học dạy dở, ok, được, chấp nhận. Nếu như các bạn nói lý do đó thì các bạn nghe tiếp cái vấn đề này em nói nè. Tuy trường học nó không có mang lại được kiến thức cho các bạn, giả sử như vậy nha. Nhưng mà nó mang lại được cho các bạn cái tấm bằng. Mà nói cho các bạn biết, bây giờ ra ngoài đi làm phải có tấm bằng. Đừng có nghĩ là người ta trọng tấm bằng hơn năng lực. Mà cái tấm bằng nó là cái thước đo cho cái ý chí và cái sự nỗ lực của các bạn. Có ý chí, nỗ lực, rồi năng lực mới xét sau. Lê Hẩm Dương ông nói câu gì? Tấm bằng làm nhiệm vụ là tới gõ cửa cốc 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 với nhà tuyển dụng mà nói là anh ơi em có tấm bằng này. Rồi xong, hết.
thì anh có người chị chuyên bên tuyển dụng cho các công ty tập đoàn lớn về công nghệ thông tin đó, thì sao ngồi với chị mình cũng hiểu những cái điều này thôi. Đó là tấm bằng, nó chính là thể hiện được cái ý thức và cái sự nỗ lực của các bạn trong quá trình các bạn học đó. Rồi sau đó người ta mới xét tới cái năng lực của các bạn, sau đó người ta mới xét tới cái môi trường, cái năng lực của các bạn. Rồi và cuối cùng là trường học nó mang lại được cái giá trị gì? Nó mang lại được cái giá trị trường học ấy, nó là một cái môi trường giả lập cho các bạn vào đời đó các bạn. Nó là một môi trường giả lập cho các bạn vào đời. Ở đó các bạn được gặp với những người anh em trong lớp của mình, cùng học chung một cái kiến thức, cùng ganh đua với nhau những con điểm đó, rồi đạt thành tích tốt, được khen thưởng, quà tặng vân vân. Nó cũng giống như ngoài đời vậy đó. Ra ngoài đời sao mình cũng phải cắm đầu vào mình làm, nó cũng giống như học, cũng phải có deadline, cũng phải có công việc, rồi mối quan hệ xã hội vân vân, rồi cũng phải cạnh tranh với nhau ngoài xã hội, thì nó cũng giống như cạnh tranh với nhau trong trường học vậy đó. Thì cái trường học nó cũng mang lại được một cái môi trường giả lập cho các bạn vào đời, nó là một cái sự chuẩn bị cho các bạn. Ít nhất thì các bạn chuẩn bị 3-4 năm ở trường đại học, rồi thì sau đó vào đời á, các bạn sẽ đỡ phải vấp ngã hơn so với những người mà bỏ học mà vào thẳng cuộc sống luôn, vào thẳng đời luôn, là đời sẽ cho bạn té đập mặt. Còn khi các bạn học ở trường, ok, bạn sẽ thấy là à, thì ra cạnh tranh với nhau, so đo điểm với nhau mệt quá đó, thì ra nó phải cạnh tranh khốc liệt như vậy. Đó chỉ là một phần hiện thực rất nhỏ cái đời thôi. Người ta nói sao, học học á, cái trường học nó là cái môi trường giả lập, nó có lợi thế như thế nào? Cái thời xưa á, những người đi lính á, người ta có câu nói á, là thao trường á, đổ mồ hôi á, thì chiến trường á, nó bớt đổ máu. Học á, chính là cái việc các bạn đang ở thao trường, các bạn luyện tập đó, thì sau này khi ra chiến trường á, các bạn có thể bớt đổ máu bởi những cái sai lầm, thiếu sót của các bạn. Các bạn học ở trong trường, các bạn luyện tập, các bạn biết những cái vấn đề đó sẽ xảy ra nếu như mình làm như vậy là mình sai. Vậy thì sau này ra đời á, các bạn lập trình những cái phần mềm ứng dụng hệ thống á, các bạn sẽ tránh những cái trường hợp đó, không bị mắc phải, để có thể gây thiệt hại cho công ty các bạn đền tiền, đi vô tù ngồi, ai biết được, đúng không? Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Các bạn comment câu đó cho anh. Câu này rất hay, và ba anh nói với anh từ cái thời mà anh mới bước chân vào cao đẳng, ba anh đã nói với anh điều này rồi. Ba anh nói là hãy cố gắng học lên, thao trường đổ mồ hôi là chiến trường bớt đổ máu. Và thế là suốt những năm cao đẳng anh học rất là miệt mài, nỗ lực. Nếu như một ngày 24 tiếng, anh ngủ 4 tiếng còn 20 tiếng, thì trong đó 15 tiếng anh học, 5 tiếng là để anh phụ giúp gia đình và làm việc, công việc làm thêm. Nói cho các bạn biết. Và suốt 3-4 năm như vậy, 3 năm. Nếu như các bạn nào đã từng nhận được cái email mà anh chia sẻ về những sai lầm mà các học lập trình đạt hiệu quả đó, các bạn biết được anh chỉ mới học có 3 năm. Cụ thể là đầu năm 2 là anh đã bắt đầu anh đi hành trình, anh chia sẻ kiến thức cho các bạn đam mê về công nghệ thông tin. Đó. Vậy thì các bạn đặt câu hỏi là tại sao mới năm 2, trong khi anh xác nhận nha, anh xác nhận là anh mới được học lập trình từ năm nhất, mà tới năm 2 anh đã bắt đầu anh đi chia sẻ kiến thức cho các bạn khác, và tới năm 3 là anh đã phát triển cái công việc đào tạo, anh chia sẻ được kiến thức tới rất nhiều bạn. Và bây giờ ra trường anh vẫn chia sẻ được với rất nhiều bạn. Tại sao anh làm được điều đó? Người ta nói có khái niệm là 10.000 giờ để trở thành một chuyên gia trong một cái lĩnh vực. Thì anh nói trước nha, 10.000 giờ ở đây không phải là 10.000 giờ mà cái kiểu mà các bạn nghĩ là sẽ ra làm được nha, mà chỉ là 10.000 giờ chuẩn bị nền tảng thôi. Các bạn cứ tính đi, 15 tiếng một ngày mà liên tục suốt 3 năm của anh, 3 năm 365 ngày, cho nhân 3 năm cho là 1.000 ngày. 1.000 ngày, nếu như một ngày 10 tiếng là chúng ta đã có được một cái quỹ là 10.000 tiếng, mà ở đây anh học tới 15 tiếng một ngày, tức là anh có được cái quỹ 15.000 tiếng trải nghiệm về cái chuyên ngành, về cái chuyên môn đang học. Bởi vậy chẳng có lý do gì lạ lùng khi anh mới năm 2 anh đã đi chia sẻ kiến thức cho các bạn, anh năm 3, năm 4 và bây giờ là anh ra trường được 2 năm và anh mở công ty, anh chia sẻ kiến thức cho cả hàng ngàn bạn học lập trình đam mê như vậy. Là vì anh đã có một cái sự nỗ lực rất là lớn cho cái việc học và cực kỳ nghiêm túc cho bản thân mình. Nha. Thì anh chỉ mong là sao? Anh kể ra những điều trên không phải là anh chứng tỏ bản thân mình là anh giỏi. Anh chỉ là một cái hạt bụi trong sa mạc thôi. Cái kiến thức mà anh có được, anh chia sẻ cho các bạn,
nó không gọi là hạt cát nữa mà nó gọi là một cái hạt bụi trong sa mạc. Mình phải liên tục, mình nỗ lực, mình học các bạn nha. Những bạn nào mà chán ghét trường học vì những cái lý do bạo biện mà các bạn đưa ra, như là sai chuyên ngành, như là chi phí kinh tế không cho phép, hay là cái vấn đề là về là cảm thấy trường học vô ích không dạy được điều gì, thì các bạn hãy xem cái đoạn này của anh nói nha, để hiểu rõ được cái tầm quan trọng của trường học. Và hãy thừa nhận đi, chính bản thân các bạn không có trách nhiệm với các bạn. Các bạn sống buông thả cuộc đời của các bạn. Đó mới chính là cái lý do chính đó, chứ không phải do trường học hay do bất kỳ một ai khác hay do đảng và nhà nước đâu. Không phải là do con ông cháu cha ở Việt Nam đâu. Bằng lòng ở Việt Nam có con ông cháu cha à. Nhưng mà nếu bạn nỗ lực cố gắng, bạn vẫn sống được ở đây thôi, đâu phải là bạn chết đói đâu. Đừng có lấy lý do nhà nước, đảng gì đó, trường học gì đó ra mà lấy lý do bạo biện. Do chính bản thân mình. Yếu tố cần thiết quan trọng anh đã từng nói ở buổi livestream trước đó, hãy tự mình là người nhận trách nhiệm bản thân mình. Các bạn nhớ điều này cho anh nha. Rồi, thì anh nhắc như thế này nè. Anh biết là nói như thế này, nhưng có nhiều bạn cũng đã mất định hướng rồi, thậm chí là không biết bắt đầu lại từ đâu, cũng như là không có một lộ trình học. Thậm chí là một người có thể định hướng chia sẻ như thế này, các bạn không có một ai hết. Các bạn đang lạc trôi, bơ vơ, các bạn cảm thấy lạc lõng trong cái trường học, trong cái lớp học của các bạn, trong cái cuộc đời của các bạn luôn. Thì nếu như các bạn xem anh là một cái người anh của các bạn, người bạn của các bạn, người em của các bạn mạnh dạn chia sẻ tâm sự với anh trong những cái form Facebook cá nhân của anh, mail cho anh, chia sẻ mạnh dạn thổ lộ ra nỗi lòng của mình ra, và rất có thể anh sẽ là người đồng hành và hỗ trợ được với các bạn trên con đường các bạn đi, để các bạn không phải bơ vơ lạc lõng, và các bạn sẽ có những cái hướng đi tốt và kết quả tốt cho tương lai. Đây là anh đang nói thật sự bằng chính cái tâm của các chính tâm của anh. Chỉ mong các bạn có thể là chia sẻ thì anh mới biết mà anh hỗ trợ được cho các bạn. Chứ nếu các bạn không chia sẻ thì anh có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không tác dụng gì. Anh cần phải biết cụ thể những bạn nào đang gặp những cái vấn đề chán nản trường học, muốn bỏ học, mất định hướng tương lai, không biết học ra làm gì, không có định hướng cụ thể, không có lộ trình cụ thể. Hãy tìm cách liên hệ với anh qua form, email, Facebook cá nhân, số điện thoại. Tất cả mọi cách các bạn có cách nào liên hệ được, các bạn liên hệ. Anh tin là anh có thể hỗ trợ được cho các bạn không ít thì nhiều nha. Anh hứa với các bạn điều đó. Chỉ cần các bạn có quyết tâm, có sự nỗ lực và làm lại từ đầu, mạnh dạn thổ lộ chia sẻ với anh sẽ giúp được cho các bạn. Ok, anh nhắc điều này cho các bạn biết nha. Anh thông báo với các bạn điều này, đó là chủ đề chính của buổi livestream định hướng ngành nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin ấy. Sau khi anh giải quyết được vấn đề là các chuyên ngành trong trường đại học cần học gì, nắm được nó, thì có một cái hướng anh còn thiếu các bạn, đó là chia sẻ định hướng về những cái lĩnh vực lập trình, những cái lĩnh vực công nghệ bây giờ đang hot trong thời đại hiện nay. Ví dụ như lập trình website, lập trình mobile, lập trình game, lập trình ứng dụng máy tính vân vân. Và cái cách học nó làm sao, cách học nó cụ thể như thế nào, và cách học nó như thế nào, rồi sau này ra kiếm việc như thế nào với nó. Thì bây giờ cũng không kịp đâu, anh cũng rất là mệt rồi. Ngồi chia sẻ với các bạn từ 7 giờ tối đến bây giờ là 12 giờ, 12 rưỡi, là tức là cũng 5 tiếng rưỡi, gần 6 tiếng đồng hồ rồi, cũng mệt rồi. Và cũng anh biết là các bạn cũng mệt, anh không có nói mỗi mình anh thôi. Cho nên anh cũng rất là vui và cảm ơn các bạn đã tham dự cái buổi livestream và lắng nghe những lời anh chia sẻ một cách chăm chú như thế này. Đó, rất là vui. Thì cái chủ đề mà nói chi tiết về những ngành lập trình, cơ hội việc làm, định hướng vân vân, đó, thì anh sẽ nói trong buổi livestream vào tuần sau. Đó, có thể là thứ bảy hay chủ nhật, thì anh sẽ thông báo với các bạn qua email, qua fanpage. Các bạn thường xuyên cập nhật tin tức theo dõi trên kênh fanpage email, để có thể là anh sẽ thông báo với các bạn được nha. Đó, thì anh sẽ chia sẻ tiếp về chủ đề những cơ hội việc làm định hướng này cho các bạn vào chủ nhật tuần sau. Và chỉ một buổi thôi là chúng ta sẽ kết thúc cái chủ đề là định hướng ngành nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đó, cũng rất vui khi các bạn tham dự buổi livestream này. Các bạn nhìn lên cái bài đăng buổi livestream á, nó có một cái trang web á. Cái trang web anh viết cái bài về định hướng ngành nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin á, thì các bạn có thể vào cái trang web đó, các bạn comment bằng Facebook của các bạn cảm nhận. Các bạn vào cái trang web mà anh đính kèm trong cái buổi livestream. Các bạn vào trang web anh đính kèm trong buổi livestream
các bạn có thể comment bằng Facebook cá nhân của các bạn về cái cảm nhận của các bạn sau cái buổi chia sẻ định hướng ngành nghề tối nay 15 tháng 4 của anh. Các bạn chia sẻ cảm nhận của các bạn đúc kết ra được bài học gì, các bạn cảm nhận nó như thế nào, các bạn có cam kết gì với bản thân mình, thay đổi lại được bản thân mình như thế nào, các bạn viết hết vào đó. Và có thể sau khi đọc được những tâm sự đó của các bạn, anh có thể sẽ chú trọng ra những trường hợp đặc biệt và nói chuyện với các bạn để có thể tư vấn đến bạn tốt hơn nữa. Các bạn hãy giúp anh một điều cuối cùng thôi. Sau khi nghe anh chia sẻ hết, anh chỉ mong là các bạn phản hồi cho anh được là các bạn đã tiếp nhận được những cái kiến thức anh chia sẻ như thế nào, có cảm nhận như thế nào, thay đổi được bản thân mình như thế nào, có được cái suy nghĩ như thế nào, quyết tâm hành động lại như thế nào. Hãy chia sẻ vào cái trang web mà anh đính kèm trong buổi live stream cái chủ đề định hướng ngành nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin để anh nắm được và anh có thể hoàn thiện hơn về nội dung trong những cái buổi live stream tiếp theo. Đó, góp phần mang lại thật là nhiều giá trị đến với các bạn. Rồi, thì cũng rất là vui khi các bạn ngồi tham dự đến giờ này và rất vui khi nhận được những cái lời cảm ơn của các bạn. Anh cũng cảm thấy là thật là hạnh phúc. Và anh ước chi là lúc nào cũng có thật là nhiều thời gian, sức khỏe để có thể cống hiến thật là nhiều tới với các bạn. Một điều anh mong muốn các bạn có thể giúp anh, đó là kể từ bây giờ trở đi những cái thông tin mà anh post lên cái fanpage này, các bạn cố gắng các bạn vô các bạn like hay các bạn comment để nó đạt được cái sự tương tác nó cao hơn. Chứ nhiều khi các bạn biết anh buồn lắm. Ví dụ như tuần trước anh không có live stream được, anh post lên cái chân của anh chữa bệnh máu không à. Anh post lên đó rồi anh nói các bạn là mình sẽ dời buổi live stream về tuần này, anh có cái lý do về sức khỏe nó kém. Anh post lên như vậy mà cuối cùng chỉ có vài bạn vô hỏi thăm sức khỏe của anh. Chỉ có vài bạn vô like, chỉ có vài bạn vô comment. Nó làm cho anh có một cái cảm giác hụt hẫng. Tức là anh cứ tưởng là nhiều bạn vẫn đang mong chờ cuối tuần anh like, anh live stream chia sẻ giá trị với các bạn. Và tuần này anh không like được vì lý do sức khỏe. Anh cũng chụp hình cái chân cho các bạn thấy mà các bạn cũng không vô hỏi thăm gì hết, làm anh rất là buồn. Cái đó anh không trách các bạn đâu. Có thể là do các bạn nhiều công việc hay là các bạn không follow theo cái trang fanpage của anh thì các bạn mới không thấy được. Cho nên các bạn nếu được thì các bạn giúp anh ấy là like cái trang fanpage, follow theo cái trang fanpage để những thông tin mà anh post lên chia sẻ, các bạn cố gắng tương tác nó đạt được cái hiệu quả nó cao hơn. Những buổi live stream các bạn nắm được cái khung thời gian để mình live stream, mình tham gia vào nhận được nhiều giá trị. Cũng như là những cái tin tức công nghệ khi anh cập nhật lên cái trang fanpage này á, các bạn cũng không cần đi đâu tìm kiếm hết đó, các bạn chỉ cần lên đây đọc thôi là được rồi. Quan trọng là các bạn có chịu tiếp nhận cái kiến thức hay không, tương tác hay không thôi nha. Anh không trách các bạn đâu, các bạn đừng có tự trách bản thân mình hay gì hết. Anh chỉ là buồn quá thì anh nói ra như vậy thôi. Thôi cũng mệt rồi thì cũng 12 rưỡi rồi. Rất cảm ơn các bạn đã tham gia buổi live stream này và chúc các bạn có một giấc ngủ ngon để ngày mai chúng ta có một tuần mới thật là nhiều niềm vui. Chúng ta sẽ bắt đầu lại một tuần mới, chúng ta làm lại từ đầu. Chúng ta có một động lực, một định hướng cho tương lai, chúng ta làm lại từ đầu. Chúng ta sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp. Cùng anh cố gắng phấn đấu nha các bạn. Các bạn còn nỗ lực phấn đấu thì anh còn nỗ lực chia sẻ với các bạn thật nhiều những cái giá trị. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon nha. Thông báo thêm một lần nữa là sách lập trình đã có. Những bạn nào muốn mua sách có thể lên trực tiếp công ty anh. Những bạn nào đặt sách online thì có thể đặt sách và chuyển tiền online qua ngân hàng. Anh sẽ gửi sách cho các bạn trong tuần này luôn nha. Thông báo cho các bạn biết thông tin là sách đã có rồi. Đó, những bạn nào mà muốn làm lại từ đầu, muốn chia sẻ những cái tâm sự nỗi lòng với anh thì các bạn chia sẻ vào những cái form, gửi email, gửi inbox cá nhân cho anh. Anh sẽ tiếp nhận và anh sẽ là người anh, người em, người bạn chia sẻ lại, giúp các bạn có thể vượt qua những nỗi khó khăn như bây giờ. Chỉ cần các bạn tìm thấy anh thì anh sẽ luôn luôn hỗ trợ các bạn. Và các bạn chú ý là các bạn vô cái link trang web, các bạn comment link trang web anh đính kèm trên buổi live stream cái chủ đề định hướng ngành nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Các bạn cố gắng là chia sẻ lại cái cảm nhận của các bạn về buổi này, những cái thay đổi, những cái suy nghĩ các bạn có được. Và các bạn có góp ý gì các bạn cứ chia sẻ hết trong cái trang web đó cho anh, để anh tổng hợp là anh biết và anh sẽ làm tốt hơn như những buổi sau nha. Ok, anh cũng cười đây. Thì anh cười này là anh vui với các bạn. Vui vì các bạn có nhiều kiến thức và vui vì các bạn nỗ lực ngồi mấy tiếng đồng hồ nghe anh nói.
Hay thật chứ, cả trăm người ngồi nghe mình nói, mình hạnh phúc lắm, mình rất là xúc động. Cảm ơn các bạn nhiều nha, rất cảm ơn các bạn nhiều. À, ok, rồi, chúc các bạn ngủ ngon nha. Và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Video clip sẽ được sớm tổng hợp lại tất cả thành một video up lên fanpage và YouTube cho các bạn xem nha. Rồi, chào các bạn.